thân hình tuyết oanh chưa đến, tay đã vung lên, trong tay bắn ra một đạo bạch quang, là một kiện tiên khí màu trắng hình dạng dây thừng, hướng tới quấn quanh thanh sắc cửa kiếm, định ngăn một kích này thay công thâu cửu. Nhưng mà dây thừng tiên khí vừa tiến vào khu vực gợn sóng màu vàng, tốc độ lập tức giảm hàng nghìn lần, dường như đứng im trong khu vực này. Lúc trước tuyết oanh không được chứng kiến thần thông chân ngôn bảo luân của Hàn Lập, do vậy khẽ giật mình. Khóe miệng Hàn Lập lộ ra một tia cười lạnh, tâm niệm vừa động, khu vực gợn sóng màu vàng quanh người nhanh chóng lớn ra gấp gôi, bao phủ cả Tuyết Oanh vào bên trong. bị gợn sóng màu vàng bao phủ, thân hình Tuyết Oanh cũng bị đình trệ trong đó, vẻ mặt kinh ngạc cũng bị ngưng kết lại. Sau khi khốn trụ Tuyết Oanh, Tay Hàn lập bấm niệm pháp quyết, điểm một cái về thanh sắc cửa kiếm. Hào quang quanh thanh sắc cửa kiếm lần nữa đại thịnh, hóa thành đạo kiếm quang như núi, bổ lên thân công thâu cửu. Một tiếng nổ vang rung trời, kiếm quang như núi bị vỡ vụn, thanh sắc cửa kiếm bật ra. Thân kiếm lắc lư rung động kịch liệt, linh quang chung quanh hỗn loạn. Trong lòng Hàn Lập Cả Kinh, tay bấm niệm pháp quyết, thanh sắc cửa kiếm quay tít một vòng, lập tức ổn định lại. Hắn nhìn lại phía công thâu cửu, sắc mặt hơi đổi. Chỉ thấy trên thân công thâu cửu, một quang cầu màu trắng giống như vỏ trứng, chẳng biết xuất hiện từ lúc nào. Quang cầu có màu ngà sữa, phía trên có một ít đường vân, hình dáng giống như phù văn, không ngừng chuyển động cuồn cuộn. Những phù văn này có chút cổ quái khác rất nhiều kim triện văn và ngân khoa văn, không biết là thần thông gì mà có thể ngăn được sự sắc bén của thanh trúc phong vân kiếm dù đã được rèn luyện trong vô sinh kiếm hải. Trong mắt Hàn Lập hơi hít lại, hai tay bấm niệm pháp quyết lần nữa. Màu vàng lôi quang trên thanh sắc cửa kiếm đại phóng, lần nữa chém về phía công thâu cửu. Cùng lúc đó, ánh sáng màu xanh quanh người hắn chấp lên liên tục, lại bay ra hai thanh thanh trúc phong vân kiếm giống như đúc. Hai thanh phi kiếm quay tít một vòng, kích thước cũng tăng vào thành hai chuôi thanh sắc cửa kiếm, trên thân kiếm lập tức hiện ra từng đạo lôi điện màu vàng làm cho người ta sợ hãi, mang theo xu thế khai thiên tích địa chém lên thân công thâu cửu. Oanh oanh oanh, ba tiếng nổ đồng thời vang lên, lần nữa ba chuôi thanh sắc cửa kiếm lại bị bật ra, ánh sáng bạch sắc chỉ hơi chấn động một chút, lại khôi phục như lúc ban đầu. Hàn lập nhìn thấy cảnh này, rốt cuộc sắc mặt trầm xuống. chương 509, công gấp, vạn luân Pháp Châu, chật chật, không thể tưởng được một giám sát tiên sứ nho nhỏ mà trên thân cũng có không ít thứ tốt nha, thực không đành lòng phá hủy nó lúc này sắc mặt Mạc vũ đã khôi phục một chút hồi quang trên thân cũng không hề chấn động bất quá lão không có ra tay ngược lại cảm thấy thú vị đứng nhìn hàn lập và công thâu cửu trong miệng nói ra nhàn nhạt cách đó không xa giao tam cũng nhìn về phía hai người hàn lập ánh mắt chấp lên không biết đang suy nghĩ gì đám người lạc thanh hải hô môn đạo nhân chứng kiến hàn lập đột nhiên ra tay thần sắc cũng khác nhau hàn lập lườm Mạc vũ và giao tam nơi xa nhíu mày lập tức hai tay bấm niệm pháp quyết, tính thúc dục ba chuôi thanh trúc phong vân kiếm. Vào thời khắc này, bên trong bạch sắc quang cầu, trên thân công thâu cửu chợt lóe lên bạch quang. Ầm ầm một tiếng vang thật lớn, một cỗ lực lượng pháp tác vô cùng to lớn từ trong phun ra, giống như một kinh đào cự đại oanh kích lên gợn sóng màu vàng. Gợn sóng màu vàng nhoáng một cái kịch liệt, kim quang loạn tránh, lực lượng thời gian pháp tác bên trong cũng hỗn loạn một hồi. Sắc mặt Hàn Lập khẽ biến, theo thời gian đạo văn gia tăng, uy năng của chân ngôn bảo luân cũng tăng lên nhiều, tuy rằng bị giới hạn phạm vi, nhưng thực tế uy năng đã vượt xa linh vực thời gian của hắn, đối mặt với bất luận cường địch nào thì hầu như mọi việc đều thuận lợi, đây là lần đầu tiên có người bị nhốt trong đó còn có thể di động. Thái ất ngọc tiên quả nhiên không thể khinh thường, mặc dù hắn kinh sợ nhưng không loạn, hai tay nhanh chóng bấm niệm pháp quyết. Tốc độ chân môn bảo luân quay nhanh hơn, thời gian đạo văn phía trên đều nở rộ kim quang trói mắt mãnh liệt, từng cỗ lực lượng thời gian pháp tắc từ trong phun ra, dùng nhập vào bên trong khu vực gợn sóng màu vàng, gợn sóng màu vàng lập tức ổn định, bắt đầu trở lại bình thường. nhưng không chờ gợn sóng màu vàng triệt để ổn định, bên trong bạch sắc quang cầu lại sáng ngời lên, lại có một cỗ lực lượng pháp tắc khổng lồ tuôn ra mãnh liệt, trùng kích lên gợn sóng màu vàng. gợn sóng màu vàng lần nữa đung đưa, so với lần trước càng thêm kịch liệt. hàn lập thấy vậy, hai tay bấm niệm pháp quyết như bánh xe, muốn kiệt lực ổn định khu vực gợn sóng màu vàng nhưng bên trong bạch sắc quang cầu phát ra pháp tác trùng kích càng thêm kịch liệt, một đạo tiếp một đạo như núi thở biển gầm. Khu vực gợn sóng màu vàng lắc lư liên tục, càng lúc càng kịch liệt, lại mơ hồ có xu thế tán loạn. Dù sao chỉ là kim tiên, vận dụng trí tôn pháp tác xem ra vẫn chưa được a. À. Mạc Phú thoáng nhíu mày thì thào một tiếng, chân bước một bước tới, tựa hồ muốn hành động. Mạc Vũ, chớ gắng ngược, để ta tới. Giao Tam chợt mở miệng nói, lập tức thân hình bắn ra. A, à, người đã muốn, vậy thì đi đi, để lão phu ở đây lược trận. Mạc Vũ nhìn bóng lưng giao tam, thản nhiên nói. Lúc này, Lạc Thanh Hải đứng ở sau cùng nơi xa đột nhiên phất một tay lên, ánh sáng màu lam lóe lên, tế ra một tấm bia đá màu lam cao hơn một người, phía trên khắc đầy đường vân màu lam, tản mát ra một cỗ khí tức khó hiểu. Hai tay của gã đặt lên tấm bia đá màu lam, mấy người bên cạnh cũng đồng dạng, lập tức tay đặt lên tấm bia đá đó. Nam Kha Mộng vừa mới bị đánh bay đi, chẳng biết đã về tới bên cạnh Lạc Thanh Hải lúc nào, Sắc mặt nàng trắng bệch như tờ giấy, nhưng tay cũng đặt lên tấm bia đá màu lam. Tấm bia đá màu lam bỗng nhiên bộc phát ra một cỗ tinh quang màu lam, trong đó có vô số phù văn nhảy lên, bao trùm mấy người lại, hóa thành một đạo cầu vồng màu lam bay về phía xa, tốc độ nhanh không thể tưởng tượng nổi, chớp động một cái liền biến mất phía chân trời xa. Gã Kim Tiên tóc trắng chúc lòng đạo thấy cảnh này, thần tình khẽ biến, lập tức há miệng phun ra, vô số đoàn huyết quang bắn ra, bao trùm thân thể của gã lại. Ô ô n Gờ một tiếng, gã kim tiên tóc trắng hóa thành một đạo huyết quang trói mắt, bay nhanh về phía xa, trong nháy mắt cũng biến mất vô tung. Hồ môn đạo nhân cùng vân nghe thấy cảnh này, trong lòng cũng bắt đầu sinh ra thoái ý, bất quá bọn họ lướt nhìn hàn lập, mặt lộ vẻ do dự. Hồ môn đạo hiếu, các người cũng rời đi trước đi, ta có chút ân tình với tên hôi tiên kia, chắc có lẽ không việc gì, các người ở tại chỗ này chỉ sợ sẽ thêm nguy hiểm. Vào thời khắc này, thanh âm hàn lập vang lên trong tai hai người. Hô môn đạo nhân cùng vân nghe nghe vậy, thân thể hơi chấn động, liếc nhau. Từng người các ngươi làm gì vậy? Làm gì sợ ta mà chạy trốn như thế? Ta vốn là một người tốt a. À. Vào thời khắc này, Mặc vũ ở phía xa đang đi tới phía hai người, trong miệng hét lên. Lão đúng là không nói lời nào hoàn hảo, mới vừa mở miệng thì Hô môn đạo nhân cùng vân nghe không nói hai lời hóa thành hai đạo độn quang bắn đi, trong nháy mắt biến mất phía xa. Ai, thật sự là lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Mạc Vũ lắc đầu thở dài, cũng không có đuổi theo, quay đầu nhìn lại phía Hàn Lập. Nhưng vào lúc này, phụ cận Hàn Lập có bóng người nhoáng lên, thân ảnh giao tam hiển hiện ra, hai tay vung lên. Hai đạo hoàng mang từ trong tay nàng bắn ra, là hai cây kim dài màu vàng đất, tản mát ra thổ chi pháp tắc mãnh liệt, hóa thành hai đạo tàn ảnh hết sức nhỏ, bắn nhanh tới phía công thâu cửu như điện. Nhưng cây kim dài màu vàng đất vừa mới đi vào khu vực gợn sóng màu vàng, cũng lập tức đình trệ lại. Lệ đạo Hữu giao tam nhướng mày, nhìn về phía Hàn Lập, sắc mặt Hàn Lập lộ vẻ cười khổ. Thời điểm lúc trước hắn chưa tu thành thời gian pháp tắc, uy lực của khu vực gợn sóng màu vàng chân ngôn bảo luân cũng không tính là quá cường đại, khi đó hắn còn có thể miễn cưỡng khống chế, khiến cho người phe mình không bị trì trệ thời gian. Nhưng từ khi hắn tu luyện tới cảnh giới kim tiên, thời gian pháp tắc tiến nhanh, có thể khống chế thời gian linh vực tự nhiên, mà uy lực thần thông chân ngôn bảo luân cũng đại tăng, nhưng không hề bị hắn khống chế. Giao Tam thấy thần tình Hàn Lập, tựa hồ đã minh bạch hiệu quả khống chế thần thông của Hàn Lập, ngược lại lông mày càng nhíu chặt hơn. Nếu như vậy, căn bản nàng không cách nào nhúng tay tương trợ Hàn Lập được. Hàn Lập thấy vậy, hít sâu một hơi, quanh người lóe lên kim quang, mở ra thời gian linh vực, hiệp trợ cũng cố khu vực gợn sóng màu vàng. Chỉ là mặc cho hắn cố gắng như thế nào, tựa hồ cũng không có bao nhiêu tác dụng. Gợn sóng màu vàng càng ngày càng mỏng manh, nhìn xu thế này, chỉ sợ trèo trống không được bao lâu nữa. Kể từ đó, lực lượng chân ngôn bảo luân hạn chế tuyết oanh cũng theo đó đại giảm. Trên thân nàng này hiện ra một tầng hào quang trắng như tuyết, trong đó cũng tuôn ra từng cỗ lực lượng pháp tắc, hung hăng trùng kích gợn sóng màu vàng. Hàn lập quay đầu nhìn lại, nhướng mày, trong tay điểm một cái pháp quyết. Khu vực gợn sóng màu vàng hơi lóe lên, bỗng nhiên thu nhỏ lại phạm vi trăm trượt, lại đẩy tuyết oanh ra ngoài. Tuyết oanh khôi phục tự do, vừa mừng vừa lo, sợ hãi liếc nhìn hàn lập cùng giao tam, không hề bận tâm công thâu cửu nữa, trên thân đại phóng bạch quang, lập tức điện xả về phía xa. Muốn đi, sắc mặt giao tam lạnh lẽo, bấm niệm pháp quyết một cái. Hai cây kim dài màu vàng đất cũng khôi phục tự do, hóa thành hai đạo hoàng mang bắn về phía tuyết oanh như điện xả. Tốc độ hai cây kim dài màu vàng đất cực nhanh, tuyết oanh lại bị linh vực thời gian của Hàn Lập hạn chế tốc độ, trong nháy mắt liền đuổi kịp nàng này. Hai cây kim dài đại phóng hoàng mang, vô số phù văn màu vàng từ trong bắn ra, hình thành hai tấm lưới lớn màu vàng, bao lại thân thể tuyết oanh. Hai tấm lưới lớn cuồn cuộn vô số phù văn màu vàng, tản mát ra một cỗ chấn động lực lượng pháp tắc mãnh liệt, bao lại thân thể tuyết oanh, sau đó lập tức quấn quanh, trong nháy mắt hóa thành một viên cầu màu vàng. Sắc mặt giao tam lộ vẻ hài lòng, lập tức liếc nhìn hàn lập, trong đôi mắt lóe lên dị sắc. Nếu so thực lực chân chính, tuyết oanh tuy rằng kém nàng, nhưng tranh lệch không nhiều. Vậy mà lúc này ở bên trong linh vực, lại bị nàng một chiêu bắt lấy. Bất quá vào thời khắc này, viên cầu màu vàng phồng lên mãnh liệt, phồng lớn lên gấp 2-3 lần, phía trên lưới lớn cũng bị kéo căng ra, lộ ra rất nhiều khe hở nhỏ. Từng đạo bạch quang chói mắt từ trong khe hở này xuyên suốt ra, bay về bốn phương tám hướng. Sau khi những bạch quang này bắn ra, lập tức hội tụ lại một chỗ, lóe lên ngưng tụ thành thân ảnh tuyết oanh. Chỉ là bây giờ sắc mặt nàng có chút tái nhợt, không dám lưu lại chút nào, trên thân đại phóng bạch quang lần nữa, hóa thành một đạo cầu vồng màu trắng phi độn về phía xa, tốc độ nhanh hơn so với trước, mắt thấy liền muốn bay ra khỏi thời gian linh vực của Hàn Lập. Sắc mặt Dao tam trầm xuống, hư lạnh một tiếng, quanh người nàng tỏa sáng hào quang đỏ sập, sau đó mãnh liệt khuếch tán ra chung quanh, trong nháy mắt hình thành một linh vực đỏ sập, lan tỏa ra hai ba mươi dặm, bao phủ cầu vồng màu trắng vào bên trong. Vô số hào quang đỏ sậm cuồn cuộn bên trong linh vực, giống như vô số tơ nhện, quấn quanh cầu vồng màu trắng do tuyết oanh biến thành. Tốc độ cầu vồng màu trắng lập tức đại giảm, hơn nữa hào quang nhanh chóng tiêu tán ra. Bên trong cầu vồng, sắc mặt tuyết oanh khó coi dị thường. Bất quá vào thời khắc này, dị biến phát sinh lần nữa. Linh vực đỏ sậm của giao tam cùng linh vực màu vàng của hàn lập giao nhau chồng lên nhau, linh vực hai người đột nhiên tỏa sáng hào quang, dường như sinh ra đồng cảm, sáng ngời gấp mấy lần. Linh vực hai người rung động ông ông mãnh liệt, giống như thiên nữ sướng phạn, trong hư không hiện ra nhiều đóa kim hoa, bay lả tả xuống. Không chỉ linh vực, khu vực gợn sóng màu vàng quanh người Hàn Lập cũng đại phóng kim quang, sáng ngời gấp mấy lần, lập tức ổn định lại, lần nữa một mực giam cầm công thâu cửu bên trong. Quanh người Thuyết oanh, thời gian linh vực cùng linh vực đỏ sậm đột nhiên tỏa sáng hào quang gấp mấy lần, cũng một mực giam cầm thân ảnh nàng, không thể động đậy. Hàn Lập cùng Giao Tam đều lộ ra vẻ kinh ngạc, liếc mắt nhìn nhau. Cái này là, mặc phố ở xa chứng kiến tình huống này, trên mặt cũng hiện lên một tia khác biệt. Tuy trong lòng Hàn Lập và Giao Tam tràn đầy nghi hoặc, không biết xảy ra chuyện gì, nhưng hai người đều là người cơ mẫn, lập tức vứt bỏ nghi hoặc qua một bên, trước giải quyết đại địch trước mắt đã. Giao tam bấm niệm pháp quyết một cái, viên cầu màu vàng vỡ vụn ra, một lần nữa hóa thành hai cây kim dài màu vàng cao vài trường. Trên hai cây kim dài nở rộ hoàng mang mút trời, mơ hồ một cái biến mất vô tung, sau một khắc xuất hiện bên cạnh tuyết oanh, vòng quanh thân thể nàng này xoắn một cái. Hai đạo kiếm mang màu vàng hiện lên, phốc suy một tiếng, thân thể tuyết oanh bị chém thành vô số đoạn, máu tươi bay là tả chung quanh. Hàn Lập không để ý đến tình huống giao tam bên kia, ánh mắt nhìn chầm chầm vào công thâu cửu. Bị linh vực đỏ sậm của giao tam bao phủ lại, quanh người công thâu cửu cũng hiện ra từng đạo hào quang đỏ sậm, màu sắc bạch sắc quang cầu cũng mở đi không ít. Trong mắt Hàn Lập hiện lên tia vui vẻ, trong miệng khẽ quát một tiếng, quanh người bỗng nhiên nở rộ hào quang tử kim chói mắt. Cùng lúc đó, vô số đoàn thải quang màu sắc khác nhau từ trong cơ thể hắn tuôn ra, đón gió biến lớn lên, phân biệt hóa thành các loại hư ảnh chân linh bất đồng như chân long, thiên phượng, cự viên, lôi bằng. Những hư ảnh này xoay quanh thân thể của hắn rồi dung nhập trong đó. Trong cơ thể Hàn Lập vang lên một hồi thanh âm như pháo, nhanh chóng biến lớn lên, bên ngoài thân hiện ra từng khối lân phiến màu tím, trong nháy mắt hóa thành một cự nhân tử kim lớn trăm trượng. Ở hai vai hắn, dưới xương sườn có cơ bắp nhúc nhích, hào quang tử kim lóe lên, phân biệt mọc ra hai đầu người giữ tợn cùng bốn cánh tay màu tím vừa thô vừa to. Tình thế bắt buộc, thình lình hàn lập thi triển ra thủ đoạn ẩn giấu biến thân niết bàn thánh thể chương 510, trăm chảm thái ất cự nhân tử kim ba đầu sau tay đứng như chống trời toàn thân khắc rõ từng đạo linh văn hai màu vàng bạc trên bụng hiện ra 36 mươi đoàn đồ án tinh thần tản mát ra trận trận tinh quang chói mắt hòa lẫn với hào quang tử kim trên người uy thế khác biệt rất lớn so với biến thân niết bàn trước kia hai mắt hàn lập chấp động lam mang trong miệng quát khẽ một tiếng ầm um, một cỗ khí thức to lớn vô cùng từ trên thân cự nhân tử kim bộc phát ra khiến hư không phụ cận run rẩy kịch liệt nổi lên từng vòng gợn sóng lấy mắt thường có thể thấy được khuếch tán ra bốn phương tám hướng dao tam chứng kiến biến thân niết bàn thánh thể của hàn lập thần sắc cứng lại trong mắt hiện lên một tia phức tạp ô lúc này còn biến thân còn có khí thức này thần sắc mặc vũ kinh ngạc trong mắt cũng hiện lên một tia khác thường sáu cánh tay cự nhân tử kim phất vào trong hư không một cái Ba chuôi thanh trúc phong vân kiếm bắn ra, rơi vào trong lòng ba bàn tay của hắn. Hắn há miệng phun một cái, ba sợi tơ màu vàng bắn ra, lóe lên chui vào trong ba thanh cực kiếm. Ba chuôi cử kiếm màu xanh tản mát ra kiếm quang màu xanh đột nhiên sáng gấp mấy lần, bên trong ánh sáng màu xanh bỗng nhiên sáng lên hồ quang điện màu vàng, hóa thành một miếng phủ văn lôi điện màu vàng, vờn quanh chu vi thân kiếm. Uinh uinh uinh, một cỗ khí tức cuồng bạo từ trên ba thanh cực kiếm tán phát ra, làm hư không phụ cận rung động lắc lư nổ vang lần nữa. Còn ba cánh tay khác của cự nhân tử kim, một tay lóe lên hắc quang, nhiều ra một viên luân màu đen, đúng là trọng thủy chân luân, nở rộ từng đạo thủy quang màu đen. Trên trọng thủy chân luân lượn lờ hắc quang, tản mát ra từng cỗ chấn động khí tức vô cùng trầm trọng. Hào quang tử kim hội tụ bên trong hai cánh tay còn lại, lóe lên hóa thành một chiếc cự phủ tử kim và một thanh cự trùy tử kim. Hai kiện trọng binh mặc dù do linh lực biến ảo thành, nhưng cũng tản mát ra một cỗ khí tức trầm trọng. Cự nhân tử kim bước tới một bước, Thân thể chợt mơ hồ một cái, biến mất tại chỗ, sau một khắc lăng không xuất hiện trước quang cầu màu trắng, sáu cánh tay đột nhiên đánh xuống. Ba thanh thanh trúc phong vân kiếm, trọng thủy chân luân, còn có hai kiện trọng binh tử kim hung hăng đánh lên quang cầu màu trắng. Ầm, um, một tiếng nổ vang rung trời, quang cầu màu trắng run rẩy kịch liệt, ngay vị trí bị đánh trúng lõm xuống, quang mang sáng bóng chợt hiện. Nhưng phòng ngự của quang cầu này cứng cỏi đến đáng sợ, dù vậy cũng không bị nghiền nát, còn làm thanh trúc phong vân kiếm bắn ngược lại. Thế nhưng sau khi ngăn cản một kích này, quang cầu màu trắng cũng mở đi một chút. Bên trong sáu con mắt cự nhân tử kim hiện lên vẻ vui mừng, trong miệng hét lớn lên tiếng, sáu cánh tay hoa lên, bỗng nhiên huyễn hóa ra từng đạo tàn ảnh. Trong chốc lát, tiếng thét mãnh liệt, lúc nha lúc nhúc kiếm ảnh màu xanh, bóng chân luân màu đen, còn có ảnh phủ màu tím, bóng truy hiện ra, như gió táp mưa sa cuồng kích xuống quang cầu màu trắng. Tiếng nổ lớn ù ù vang lên, giống như vô số sấm sét nổ vang cùng lúc một cỗ uy áp làm người run sợ bộc phát ra, hư không phụ cận điên cuồng vặn vẹo. Hai người mặc vũ, sao tam thấy cảnh này, sắc mặt cũng biến đổi, lộ ra vẻ khiếp sợ. Từng đạo công kích đáng sợ rơi nghiêng xuống, che mất quang cầu màu trắng. Quang cầu màu trắng điên cuồng run rẩy, giống như một chiếc thuyền nhỏ màu trắng ở trong sóng giữ động trời, đung đưa trái phải, hào quang tản ra ngày càng ảm đạm, rất nhanh trở nên chỉ còn một lớp mỏng manh. Trong miệng cự nhân tử kim phát ra một tiếng hét dài, sóng âm cuồn cuộn khuếch tán ra chung quanh, trên người nở rộ hào quang màu tím chói mắt, sáu cánh tay bỗng nhiên lớn hơn một vòng, sáu vũ khí trong tay tỏa ra hào quang càng thêm mãnh liệt, lập tức hóa thành sáu đạo tàn ảnh, hung hăng đánh lên trên quang cầu màu trắng. Sạc sạc một tiếng, rốt cuộc quang cầu màu trắng vỡ vụn ra, hóa thành từng điểm bạch quang phiêu tán. Thân thể công thâu cửu hiện ra, tóc tai bù xù, ngũ quan chảy đầy máu tươi, tựa hồ do chấn động vừa rồi gây ra, khuôn mặt lộ vẻ khiếp sợ trước ngực y treo một viên châu màu trắng, giờ phút này lại cạch một tiếng, vỡ vụn ra. Sáu thanh vũ khí hơi dừng lại, sau đó tiếp tục hạ xuống, đánh lên người công thâu cửu. Phốc suy, một tiếng xé vải nghe khó chịu vang lên, thân thể công thâu cửu chia năm xẻ bảy, hầu như hóa thành một bãi thịt nát. Cự nhân tử kim thấy cảnh này, ánh mắt buông lỏng. Nhưng đúng lúc này, một đoàn bạch quang từ bên trong đám thịt nát bắn ra, là một nguyên anh toàn thân trong suốt như ngọc, quanh người quấn quanh từng sợi hỏa diễm óng ánh màu trắng, có chừng hai ba mươi sợi hình thành một hoa sen bao bọc nguyên anh màu trắng vào trong mỗi một sợi bạch diễm ong ánh đều có một sợi tơ bên trong đúng là sợi tơ pháp tác màu trắng hỏa diễm nhảy lên sợi tơ thình lình chậm rãi thu nhỏ lại tựa hồ đang bị thiêu đốt một cỗ lực lượng pháp tác cường đại vô cùng từ bên trong màu trắng hỏa diễm tán phát ra lập tức bước lui gợn sóng màu vàng chung quanh sau đó thân hình nguyên anh màu trắng thoát một cái chui vào trong hư không biến mất không còn tâm tích. Trong mắt cự nhân tử kim lóe lên vẻ kinh ngạc, nhưng lại không kinh hoàng, ô quang lóe lên giữa hai đầu lông mày, một con mắt màu đen nằm dọc hiện ra, đúng là phá diệt pháp mục. Pháp mục quay tít một vòng, chấp động lên hắc mang lành lạnh, nhìn khắp chung quanh. Cùng lúc đó chỗ mi tâm cự nhân tử kim chấp động tinh quang, một sợi xiềng xích hóng ánh bắn ra, đúng là thần niệm chi liên, cũng lóe lên chui vào trong hư không. Thoạt nhìn thần niệm chi liên rất khác so với trước, to lớn gấp hai lần, Trung quanh xiềng xích hiện ra từng đạo phù văn giống như nòng nọc, mơ hồ tản mát ra một cỗ khí tức pháp tắc. Ngay sau đó, phốc một tiếng vang trầm muộn, hư không hơn nhìn trượng bên ngoài chấn động một cái, tiếp theo lóe lên linh quang, sợi xiềng xích óng ánh từ trong bắn ra, trên xiềng xích đang trói buộc một nguyên anh màu trắng. Khuôn mặt nhỏ nhắn của nguyên anh căng thẳng, hai cái tay nhỏ ra sức vung vẩy, khiến hỏa diễm màu trắng chung quanh cuồn cuộn, hung hăng thiêu đốt sợi xiềng xích, nhưng xiềng xích vẫn không bị ảnh hưởng gì. Còn muốn chạy, cự nhân tử kim cười lạnh một tiếng, một tay phất lên. Một chuôi thanh trúc phong vân kiếm bắn ra, mặt ngoài đại phóng hào quang hai màu thanh kim, lóe lên thình lình hóa thành một đạo tơ mỏng hai màu thanh kim. Từng cỗ khí tức sắc nhọn vô cùng từ bên trong tơ mỏng thanh kim tản mắt ra, làm hư không phụ cận cũng run rẩy theo. Tơ mỏng như điện phóng ra, lóe lên rồi lập tức xuất hiện trước người Nguyên Anh màu trắng, mãnh liệt đâm vào mi tâm Nguyên Anh, có chút chật vật rồi xuyên thủng qua. Mi tâm Nguyên Anh màu trắng bị đâm ra một cái lỗ nhỏ, hỏa diễm màu trắng quanh người lập tức tiêu tán ý thức và thần hồn đều mất đi hóa thành một tinh thể nguyên anh thuần túy cự nhân tử kim thấy thế ánh mắt có chút buông lỏng lúc này mới hoàn toàn yên lòng hai tay bấm niệm pháp quyết thân hình khổng lồ lưu chuyển hào quang tử kim nhanh chóng thu nhỏ lại một lần nữa hóa thành thân hình hàn lập sắc mặt hắn trắng bệch một tay bấm niệm pháp quyết phung lên thời gian linh vực cùng khu vực gợn sóng màu vàng của chân ngôn bảo luân hơi chấn động biến mất không còn tâm tích bất kể là thi triển linh vực Trần Ngôn Bảo Luân, hay là biến thân Niết Bàn Thánh Thể, quả thật tiêu hao tiên linh lực rất lớn, chiến đấu đến bây giờ, tiên linh lực trong cơ thể hắn đã triệt để chạm đáy. Hàn Lập giơ tay khẽ phất, sợi tơ kiếm thanh kim kia bọc lấy một vật bay về, chui vào trong cơ thể của hắn, hai chuôi thanh trúc phong vân kiếm còn lại và trọng thủy chân luân cũng được thu vào. Hắn lập tức lật tay lấy ra hai viên đan dược ăn vào, ánh sáng màu xanh trên người chớp động liên tục, sắc mặt lúc này mới tốt lên một chút. Hàn lập thu hồi thời gian linh vực, linh vực đỏ sậm của dao tam cũng chấn động một cái, lập tức khôi phục nguyên dạng. Ánh mắt nàng chấp lên, nhìn chằm chằm hàn lập, cũng thu hồi linh vực. Hàn lập vừa khôi phục một chút, lập tức phất tay phát ra một cỗ ánh sáng màu xanh, thu vòng tay chữ vật từ trên tàn thi của công thâu cửu, hai kiện tiên khí còn có nguyên anh màu trắng kia vào. Hồi quang lóe lên, mặc vũ kia bay tới, mỉm cười nói, không tệ, không tệ. Tiểu tử, không thể tưởng tượng được ngươi chỉ là một gã kim tiên, lại có thể một mạch chém giết một tu sĩ thái ất cảnh, chiến tích này nếu tuyên dương ra ngoài, chật chật, sợ là sẽ khiến cho toàn bộ tiên giới chấn kinh đây. Chí tôn pháp tắc, quả nhiên danh bất hư truyền, hàn lập nghe vậy, ánh mắt chấp lên, vừa mới rồi nếu không phải linh vực của mình cùng linh vực những người khác sinh ra cộng hưởng, dẫn đến uy năng tăng nhiều, hắn chắc chắn không giết được công thâu cửu. Vừa nghĩ đến đây, trong đầu hắn không khỏi nhớ lại lúc trước ở trong đại điện, hai gã hắc bạch kim tiên phục lăng tông thi triển âm dương pháp tắc đột phá bức tường lửa, rất tương tự với lĩnh vực cộng hưởng vừa rồi. Hàn Lập khẽ lắc đầu, không hề hao tâm tốn sức suy nghĩ nhiều nữa, nhìn về phía Mạc Vũ trầm giọng nói, rốt cuộc các hạ là người phương nào? Hiện tại ta nên gọi ngươi là vô sinh đạo nhân, hay là hôi tiên Mạc Vũ? Mạc Vũ mỉm cười, đáp, lão phu chính là hôi tiên Mạc Vũ, không phải là vô sinh đạo nhân. Lúc trước ngươi nói với ta chuyện vô sinh đạo nhân và minh hàn tiên quân, có bao nhiêu là thật? Hàn Lập nghe vậy trong lòng hơi động, tựa hồ cũng không quá kinh ngạc, lại hỏi. Lúc trước trong cung Nguyệt Hoa, Lão Phu vì để ngươi dẫn ta ra ngoài, cho nên mới che giấu thân phận về phần những việc ta nói với ngươi, tất cả đều là thật, không thể giả được. Vô sinh đạo nhân chính là Minh Hàn Tiên Quân, hơn nửa giờ phút này nàng cũng đã đi tới nơi đây. Mạc Vũ nói xong, quay đầu nhìn về một chỗ, Hàn Lập cùng Giao Tam nghe vậy, đều khẽ giật mình, thuận theo ánh mắt Mạc Vũ nhìn sang. Vô sinh, người đã đến, sao còn không hiện thân? mạc vũ ôn nhu nói chỉ thấy chỗ hư không kia lóe lên một bóng người hiện ra đúng là lục vũ tình thế nhưng khí thức của nàng đại biến so với lúc trước toàn thân tản mát ra khí thức lạnh lùng như tuyết nhưng lại lăng lệ ác liệt vô cùng giống như một thanh tuyệt thế thần kiếm đứng ngạo nghễ trong mắt hàn lập hiện lên vẻ kinh ngạc nhưng lập tức khôi phục bình tĩnh vô sinh từ biệt đã nhiều năm chúng ta rốt cuộc gặp lại rồi mạc vũ dùng ánh mắt như nước nhìn chăm chú lục vũ tình chậm rãi nói ra trong lúc nói chuyện, Mạc Vũ đi tới, cầm hai tay Lục Vũ Tình. "Ngươi làm gì đó, có người ngoài ở đây." Trên mặt Lục Vũ Tình cũng không cách nào bảo trì vẻ lạnh lùng, hiện ra hai màu đỏ ửng, có chút thẹn thùng nói ra. "Năm đó ta nghĩ sai làm hỏng hết, hại chúng ta tách ra nhiều năm như vậy, suýt nữa vĩnh biệt chia lìa. Lần này nói thế nào ta cũng sẽ không buông tay ra đâu." Mạc Vũ nhẹ nói, ngữ khí kiên định vô cùng. Lục Vũ Tình lúc lắc người nhẹ một cái, nhưng tựa hồ không thể thoát ra, cũng không cử động nữa để mặc mặc vũ nắm tay. Hàn Lập và Giao Tam thấy cảnh này, cảm giác hơi lúng túng, đều rời ánh mắt đi. Lúc này trong đầu Hàn Lập hiện lên bóng hình xinh đẹp nam cung uyển, ánh mắt lộ ra vẻ thẫn thờ, trong lòng thầm thở dài. chương 511, không nghĩ tới, một tiếng ối vang lên, đưa Hàn Lập quay lại với hiện thực. Hàn Lập nhìn lại nơi phát ra tiếng kêu, thấy vừa rồi mặc Vũ còn nhẹ nhàng tình cảm nắm tay lục vũ tình mà giờ thì đầu lão lại đang nghẹo sang một bên, một tay đang bị một bàn tay nhéo lấy, vẻ mặt lão nhăn nhó đau đớn mà chủ nhân bàn tay ngọc ngà đó chính là lục vũ tình sao tam thấy vậy cũng ngạc nhiên một lúc bảo ngươi đừng có nắm ngươi còn dám nắm coi lời nói của lão nương là gió thoảng bên tai hả lục vũ tình thay đổi vẻ thẹn thùng lúc trước nổi giận nói ối đừng đừng đau muốn nứt cả tai rồi ta sai rồi ta biết sai rồi được chưa miệng mặc phố kêu rên liên tục vội vàng xin tha Lần trước không phải là người cũng nhận sai rồi sao, có sửa đổi không? Nếu không phải do ngươi, thì sao ta đến nông nỗi này? Lục vũ tình kéo nhẹ tay một cái, đầu mặc vũ cũng bị kéo lên vài phần. Không phải ta đến để nhận lỗi với ngươi rồi sao? Mọi người đang nhìn kìa, mặc vũ nghiêng cổ, trên mặt cố nặn ra vẻ tươi cười, cười nịnh nói. Lục vũ tình liếc nhìn hàn lập cùng dao tam đang đứng ở bên cạnh một cái, miệng hừ nhẹ một tiếng, hai ngón tay ngọc buông lỗ tai mặc vũ ra, Mạc Vũ như được đại xá, vội vàng dùng một tay che lỗ tai, quay qua cười cười nịnh nọt Lục Vũ Tình. "Ngươi lại để cho đám thương lưu cung kia chạy thoát, nếu Thiên Đình biết những việc xảy ra ở chỗ này, hẳn là ngươi cũng biết hậu quả." Lục Vũ Tình nhíu mày nói, "Những tên đó chỉ là tiểu nhân vật không quan trọng, không cần phải để ý. Hơn nữa nếu có giết bọn chúng đi chăng nữa thì cũng không giấu được việc chúng ta phục sinh." Mạc Vũ cười hắc hắc nói, Lục Vũ Tình nghe vậy, đuôi lông mày nhảy lên, định nói thêm gì nữa nhưng Mạc Vũ lại đột nhiên xoay người qua nhìn hai người Hàn Lập, vỗ ngực nói. Lần này ta cùng vô sinh phục sinh, may mắn nhờ nhị vị giúp đỡ. Mặc dù Mạc Vũ ta không phải là chính nhân quân tử gì, nhưng từ trước đến nay có ân tất báo, các ngươi có yêu cầu gì, cứ việc nói ra, hai vợ chồng ta nhất định không để các ngươi thất vọng. Lục Vũ tình nghe vậy, chừng mắt nhìn Mạc Vũ, sau đó mắt phượng chuyển sang nhìn Hàn Lập, mở miệng nói, Hàn Đạo Hiếu, nhiều lúc trước có người một đường hộ tống. Ta mới có thể thuận lợi cởi bỏ niêm phong trí nhớ, nếu không báo đáo ân tình này thì đạo tâm ta sẽ có chướng ngại, vì vậy ngươi không cần phải khách khí, có yêu cầu gì cứ nói. Hàn đạo hiếu, không phải vừa nãy những người kia gọi ngươi là lệ phi vũ à? Uy, cuối cùng tiểu tử nhà ngươi tên gì? Mạc Vũ nghe lục vũ tình nói vậy, trầm giọng tra hỏi. Tính danh chẳng qua là để xưng hô mà thôi, các hạ gọi ta lệ phi vũ là tốt rồi. Ánh mắt hàn lập hơi chấp động, nói ra, hư, che che giấu giấu, ngươi thực là quá phức tạp, Mạc Phố bất mãn liếc nhìn Hàn Lập, khẽ nói: "Nghe vậy, ánh mắt Giao Tam bỗng nhúc nhích một chút, nhưng vẫn không nói gì. Hàn Lập không muốn nói nhiều về chuyện này, liền mở miệng nói: "Nếu Lục Đạo Hiểu đã nói như vậy, tại hạ cung kính không bằng tuân mệnh. Tuy rằng ta đã tu thành linh vực, nhưng vẫn không thể nắm giữ hoàn toàn. Hai vị đều là tiền bối, tại hạ muốn mời hai vị chỉ điểm một chút về phương pháp sử dụng linh vực." Mạc Phố cùng Lục Vũ Tình nghe vậy, liếc mắt nhìn lẫn nhau. Linh vực của mỗi người bởi vì tu luyện pháp tắc không giống nhau nên phương pháp vận dụng cũng khác nhau, cần người tu luyện tự mình nghiên cứu vận dụng, tuy nhiên vẫn có thể tham khảo một chút tâm đắc tu luyện của người khác. Mạc phố cong ngón tay búng ra, một quầng sáng mở bay ra rơi trước người Hàn Lập, hóa thành một ngọc giản màu xám. Đa tạ, Hàn Lập tiếp nhận ngọc giản, thần thức quét qua, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Giao Tam, người có yêu cầu gì, cứ việc nói ra đi. Mạc phố xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía Giao Tam nói ra ánh mắt sao tam lộ ra vẻ do dự, không lập tức nói chuyện, trầm mặc một lát mới mở miệng nói, ta tới đây cứu ngươi, là phụng mệnh làm việc, chuyện thù lao thì không cần. Thế nhưng ở trong luân hồi điện, ta nghe nói mặc vũ chân nhân có kiến thức rộng rãi, không gì không biết, cho nên muốn thỉnh ngươi một vấn đề. a à, cứ nói đừng ngại, mặc vũ có chút ngoài ý muốn, lập tức gật đầu nói ra. Sao tam trầm ngâm hỏi, vừa rồi linh vực của ta cùng thời gian linh vực của lệ đạo hữu sinh ra cộng hưởng, uy năng bỗng nhiên tăng nhiều, không biết Mạc Vũ đạo hữu có biết vì sao lại như vậy không? Mạc Vũ nghe vậy, mỉm cười nói, nhìn toàn bộ tiên giới, những người có thể đạt đến cảnh giới kim tiên đều nắm giữ cơ bản một pháp tắc nào đó, dù sao thì những tán tu không nắm giữ pháp tắc mà muốn vượt qua tam suy chi kiếp là rất khó khăn, nếu muốn thành tựu kim tiên, lại càng thêm khó. Nói chung, đối với mỗi loại pháp tắc, cảm ngộ càng sâu thì uy năng của linh vực khi thi triển ra càng lớn. Bất quá pháp tắc chỉ đạo là những quy tắc cơ bản nhất của bản nguyên thế giới, nó vốn huyền ảo vô cùng, giữa chúng cũng thường tồn tại liên quan nào đó. Có một số quy tắc khi kết hợp vận dụng cùng nhau sẽ làm uy lực tăng mạnh. Pháp tắc kết hợp trong lòng hàn lập khẽ động, Mặc Phố chậm rãi nói, không sai. Bất quá loại tình huống này phi thường ít thấy, không phải bất cứ pháp tắc nào cũng thể kết hợp với nhau được, chỉ có những pháp tắc có tính chất tương hỗ nhau mới có thể kết hợp thi triển. Ví dụ như âm chi pháp tắc có thể kết hợp cùng dương chi pháp tắc hoặc phong chi pháp tắc có thể kết hợp với hỏa chi pháp tắc, thì ra là thế. Nói như vậy, mới vừa rồi thời gian pháp tắc của ta cùng pháp tắc của giao tam đạo hữu sinh ra hiệu quả kết hợp, vì vậy uy năng mới tăng nhiều. Hàn lập gật đầu nhẹ, nhìn lại chỗ giao tam. Giao tam nhìn mặc vũ, trầm giọng hỏi, theo ta được biết, tu luyện pháp tắc kết hợp không dễ, hơn nữa mặc dù là pháp tắc tương hỗ nhau nhưng muốn kết hợp thi triển cũng cần một tính cực lớn, còn cần có thời gian phối hợp luyện tập dài mới làm được. Ta cùng lệ đạo Hiếu tuy thỉnh thoảng có gặp nhau vài lần nhưng hôm nay mới thi triển ra pháp tắc, hơn nữa còn chưa bao giờ trao đổi về vấn đề này, vậy làm sao có thể đột nhiên xuất hiện tình huống pháp tắc kết hợp, ta muốn hỏi chính là cái này. Pháp tắc chi đạo thâm ảo vô cùng, dù là một phương đạo chủ, cũng không dám nói có thể lý giải hoàn toàn. Mà sự tình pháp tắc ngẫu nhiên kết hợp, cũng không phải là chưa từng có, giao tam đạo hữu không cần để trong lòng những chuyện này. Huống chi nếu ta không nhìn lầm, giao tam đạo hữu người nắm giữ, hẳn là một trong tam đại trí tôn pháp tắc luân hồi pháp tắc, hai người các ngươi tu luyện đều là trí tôn pháp tắc, hắc hắc, loại kết hợp này ta cũng không thấy nhiều. Mạc Vũ giải thích, giao tam nghe vậy, ánh mắt lập lè, tựa hồ những giải thích này cũng không làm nàng thỏa mãn, nhưng cũng không nói gì nữa. Hàn lập nhìn giao tam, trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc. Nguyên lai like pháp tắc của giao tam là luân hồi pháp tắc, chẳng trách lúc ấy hắn cảm thấy có chút kỳ quái. Yêu cầu của nhị vị chúng ta đều đã hoàn thành, hai người bọn ta vừa mới thức tỉnh, còn phải xử lý nhiều việc, sẽ không ở lâu với các ngươi sau đây ta sẽ thi pháp truyền tống hai người các ngươi ra khỏi minh hàn tiên phủ mời nhị vị chờ một chút lục vũ tình mở miệng nói phất một tay lên nói xong cũng không đợi hàn lập và giao tam mở miệng một cỗ thanh quang bọc nàng và mặc vũ lại bay về phía xa lóe lên biến mất vô tung hàn lập đưa mắt nhìn hai người ly khai nhưng trong lòng thì âm thầm buông lỏng tuy rằng trước đây hắn có không ít hoài nghi phỏng đoán về đạo tàn hồn kia nhưng lại không nghĩ rằng đó chính là một gã hôi tiên hàng thật giá thật mà vị lục vũ tình này, con của hắc phong đảo chủ lại tựa hồ là chuyển thế của vô sinh đạo nhân, Minh Hàn Tiên Quân chân chính. Mà càng không nghĩ tới Minh Hàn Tiên Quân đã kết thành đạo lữ với vị thái ất hôi tiên mặc vũ này, tựa hồ từ không biết bao nhiêu vạn năm trước rồi, với lại nhìn tình cảm của hai người quả thật không tệ. Cái này thật đúng là tạo hóa trêu người A, đang cân nhắc, Hàn Lập quay đầu lướt nhìn giao tam. Nàng này vẫn đang đứng ở đó, tuy rằng không nhìn rõ thần tình của nàng qua lớp mặt nạ, nhưng phán đoán từ ánh mắt nàng, tựa hồ vẫn còn nhíu mày trầm ngâm. Hắn lắc đầu, không để ý tới nàng này nữa, thân hình đáp xuống dưới cung điện sụp đổ kia, thần thức lan ra. Rất nhanh, sắc mặt Hàn Lập vui vẻ, vất tay phát ra mấy đạo thanh quang bay về bốn phía, sau một lát cuốn về một ít thứ gì đó, đó là mấy khối mái vòm màu vàng đã bị tàn phá, còn có tàn thể của hai cỗ khôi lỗi màu vàng. Mấy miếng mái vòm này rõ ràng là dùng một loại tài liệu màu vàng luyện chế thành, phía trên khắc rõ từng đạo linh văn, tản mát ra một cỗ khí thức pháp tắc đặc thù, có chút tương tự với nguyên hợp ngũ cực sơn của hắn. Lúc trước hắn muốn thu lại vật này, dù sao nó cũng có thể chống cự đan kiếp, sau này hắn luyện đan sẽ cần đến vật ấy, tuy hiện giờ bị tàn phá rồi, nhưng linh tính của tài liệu không bị mất, còn có thể trọng dụng. Còn về hai cỗ khôi lỗi này, hắn cũng cảm thấy có chút hứng thú. Giao Tam vẫn đứng tại chỗ, nhìn như không thấy cử động của Hàn Lập, tựa hồ cũng không có ý định kiếm một ít chiến lợi phẩm. Hàn Lập phất tay thu mấy thứ này vào, đang định tiếp tục tìm kiếm ở chỗ này xem còn nhặt được chút gì nữa không. Vào thời khắc này, một cỗ kim quang vừa thô vừa to đột nhiên từ trên trời giáng xuống, thoáng cái bao phủ cả hắn và giao tam vào trong. Hàn lập chỉ cảm thấy không khí quanh thân siết chặt, áp lực vô cùng trầm trọng từ kim quang thẩm thấu ra, trùm lên toàn thân hắn, làm cho hắn không thể động đậy. Giữa kim quang, vô số linh văn lưu chuyển cuồn cuộn không thôi, hội tụ về hai bên người hắn và giao tam, một cái pháp trận màu vàng rất nhanh được hình thành. O, O, N, G một tiếng, hào quang trên pháp trận màu vàng tỏa sáng, phát ra âm thanh gào thét cực lớn. Hai người thấy hoa mắt, kim quang tràn ngập trong mắt, thân hình biến mất trong cột sáng màu vàng. Trong một lâm viên với những bụi cỏ dại ở Minh Hàn Tiên Phủ, ở đó có một tòa lầu các ba tầng được bảo tồn hoàn chỉnh. Trên ban công của tầng lầu, có hai nhân ảnh đang đứng, tay trong tay nhau nhìn về phía xa. Trong đó có một nam tử trung niên, mặc một thân đạo bào màu xanh sẫm trên mặt mày kiếm mắt sáng, đúng là phong thần tuấn giật, lúc này gã đang ôm một cô gái ở trong lòng, bàn tay nhẹ nhàng vuốt mái tóc mây. Vô sinh, so với trước nàng thon gọn hơn không ít nha, như trước đây ta cũng không ôm nàng trọn trong lòng được như thế này. Trung niên đạo nhân vừa cười vừa nói, hai người này không ai khác, chính là hôi tiên mặc vũ cùng minh hẳn tiên quân Lục Vân. Nói như vậy, người ưa thích bộ dáng này của ta hả? Lông mày Lục Vân nhíu lại, lạnh nhạt nói ra, mặc vũ nghe vậy, thần sắc lập tức cứng đờ, Mồ hôi lạnh từ hai bên thái dương chảy xuống. Bộ dáng thế nào không quan trọng, quan trọng là bên trong nàng chính là nàng. Trong lòng của lão đột nhiên hiện linh quang, vội vàng nghiêm mặt nói ra. "Chương 512, biệt ly. Được rồi, đánh ngươi quả thực là uổng phí sức lực." Lục Vân khẽ gắt một tiếng nói ra. "Đúng rồi đúng rồi, ta ra giày thịt béo sẽ không sao, nhưng nếu đánh tay ngươi sẽ đau đấy, chẳng phải ta sẽ đau lòng muốn chết." Mạc Phú cười hì hì nói, "Năm đó ta làm như vậy" thật sự ngươi không trách ta lục vân từ trong ngực lão đi ra nửa bước tay vịn lan can loang lổ mở miệng hỏi năm đó bị ngươi nhốt lại mấy trăm năm đầu ta đích xác là không nghĩ ra trong một ngàn năm sau đó ta có chút hận ngươi nhưng thời gian dài trôi qua nhớ đến tình cũ với ngươi ta lại không hận nổi mặc vũ nhìn tóc nàng như mây chậm rãi nói chỉ là không nghĩ tới luân hồi điện lại phản ứng lớn như vậy lại dám tấn công minh hàn tiên phủ ta về sau đánh đến mất đi khống chế ngược lại bị đám ngụy quân tử thiên đình kia ngồi thu lợi bất chính. Lục Vân thở dài nói, cũng qua rồi, không cần nhắc lại, lần này ta và người tái nhập Bắc Hàn tiên vực, cũng nên hảo hảo tính sổ với đám thiên đình. Thần sắc mặc vũ có chút ngưng tụ, đưa tay ôm bả vai Lục Vân. Bốp một tiếng giòn vang, mờ u bàn tay của lão bị đánh một cái. Sau này khi có ngoại nhân, cấm ngươi không được động tay động chân. Lục Vân đưa lưng về phía lão cảnh cáo, khóe miệng nhếch lên một chút trên không một vùng biển màu lam bích không biết tên, trong hư không, có vô số lưu quang di chuyển dày đặc, sau đó tụ tập về một chỗ, ngưng tụ thành một cánh cổng ánh sáng hình vuông cao mấy trượng bên trong lưu quang xoay chuyển, chuyển ra trận trận không gian ba động mãnh liệt. Bên trong cánh cổng ánh sáng đẹp mắt bỗng nhiên lóe lên kim quang, hô một tiếng, một cột sáng màu vàng từ trong lao ra thẳng tắp, hai đạo nhân ảnh tựa như com long từ trong cột sáng bay nhanh ra, sau đó hào quang trên cánh cổng ánh sáng cũng tản đi, biến mất không thấy gì nữa chỉ thấy bên trong cánh cổng bay ra hai đạo nhân ảnh, một người là lão ẩu tóc trắng mặc phục sức dị tộc, người còn lại là một hán tử dáng người khôi ngô da ngăm đen. Hai người đúng là Giao Tam và Hàn Lập đã qua biến ảo dung mạo. Bọn họ và hai người mặc vỗ tách ra, không lâu trước đã bị truyền tống ra khỏi Minh Hàn Tiên Phủ, đi tới nơi này. Giao Tam đạo hiếu, không biết đây là nơi nào. Thân hình Hàn Lập đứng vững, ánh mắt đảo qua bốn phía hải vực minh mông, hơi nghi hoặc hỏi. Vẫn còn trong phạm vi hắc phong hải vực, bất quá đã cách rất xa hồng nguyệt đảo giao tam lật tay tay lấy ra hải đồ ngập tràn ánh sáng màu xanh cẩn thận tỉ mỉ điều tra trong chốc lát nói với hàn lập tấm bản đồ này có thể cho tại hạ mượn xem một chút hay không hàn lập liếc qua hải đồ mở miệng hỏi không phải là vật có giá trị gì người cầm đi dù sao lần này ly khai hắc phong hải vực về sau hơn phân nửa cũng sẽ không trở lại giao tam tiện tay ném đi tấm hải đồ màu xanh liền bay đến tay hàn lập đa tạ hàn lập cũng không khách khí tiếp nhận hải đồ sau đó ôm quyền với đối phương không biết kế tiếp hàn đạo hữu có tính toán gì không giao tam hơi nhíu mày hỏi tại hắc phong hải vực ta còn có chút việc riêng cần phải xử lý làm xong cũng sẽ rời khỏi hắc phong hải vực hàn lập suy nghĩ một chút đáp đạo hữu nên nghe theo lời khuyên của ta ly khai hắc phong hải vực sợ là chưa đủ tốt nhất vẫn là nên ly khai bắc hàn tiên vực giao tam nghe vậy mở miệng nói việc này ta cũng biết rõ Chuyến này đã xảy ra nhiều chuyện như vậy, cung chủ Bắc Hàn Tiên cung Tiêu Tấn Hàn cùng giám sát tiên sứ Công Thâu Cửu trước sau vẫn lạc, một khi Thiên Đình nhận được tin tức, chỉ sợ toàn bộ Bắc Hàn Tiên vực phải trải qua một trận biến cố long trời lở đất. Những người chúng ta từng tiến vào Minh Hàn Tiên phủ, tự nhiên sẽ là trọng điểm truy tìm của Thiên Đình, huống hồ ta cũng đã sớm nổi danh trên bảng truy nã của Tiên cung. Hàn Lập suy tư một lát, nói ra: "Lần này một phen kịch chiến cùng Công Thâu Cửu, tuy rằng hắn dựa vào chân ngôn bảo luân, cuối cùng giết chết tên kia." nhưng bên trong thật sự có rất nhiều may mắn. Hôm nay hắn sử dụng toàn bộ thần thông, hoàn toàn có uy lực giết chết thái ất sơ kỳ ngọc tiên, nhưng bị giới hạn tiên linh lực, thời gian duy trì trạng thái này thật sự quá ngắn. Lần này nếu không có hôi tiên mặc vũ tiêu hao sức lực, không có linh vực giao tam xuất hiện cộng hưởng khó hiểu, hắn tuyệt đối không thể thuận lợi thủ thắng. Vừa nghĩ tới tương lai khó tránh khỏi sẽ gặp phải tiên sứ thiên đình có cảnh giới như thế, hắn thực sự muốn muốn tăng thực lực lên, trở nên càng thêm cường đại, thế cục bắc hàn tiên vượt thời gian tới nhất định không phải là nơi bình yên để hắn tu luyện chỉ có ly khai nơi này đến một phương an ổn hắn mới có thể tiếp tục tu luyện tăng cao tu vi hàn đạo hiếu có một thân tu vi sâu không lường được tương lai tiền đồ vô lược nhưng trên thực tế lại hung hiểm trùng trùng điệp điệp hơi không cẩn thận sẽ gặp cảnh vạn kiếp bất phục giao tam nhìn hàn lập một lát bỗng nhiên nói ra giao tam đạo hiếu có chuyện gì cứ nói thẳng hà tất lại hù dọa như thế hàn lập nghe vậy thần sắc không đổi nói, cũng không phải ta hù dọa, đạo hữu tu luyện luyện thần thuật, đã là cái gai trong mắt thiên đình, hôm nay lại liên quan đến thời gian pháp tắc, càng là đi vào ngõ cụt, tương lai. Sợ là không có tương lai, giao tam chậm rãi nói ra, nói vậy đến cùng là ý gì, lông mày hàn lập cao lại hỏi, việc này liên quan đến căn cơ đại đạo, không phải giam ba câu có thể giải thích rõ ràng. Hàn đạo hữu nếu không muốn triệt để đi vào ngõ cụt, ta có thể tiến cử ngươi trở thành thành viên trung tâm chân chính của luân hồi điện chúng ta, đến lúc đó có luân hồi điện che chở, thiên đình muốn đối phó ngươi cũng sẽ không có dễ dàng như vậy. Giao Tam nói như thế, thành viên trung tâm, chẳng lẽ luân hồi chi tử trước đây cũng không phải là thành viên trung tâm? Hàn Lập hỏi ngược lại, luân hồi chi tử đúng là thành viên trung tâm bản điện, chỉ là trước đây sự tình chưa thích hợp, các phương diện khác cũng vội vàng, vì vậy trên thực tế, một ít cao tầng điện chủ bản điện kỳ thật còn chưa biết sự hiện hữu của ngươi. Giao Tam tiếp tục nói, đều khăng khăng một mực muốn ta quy thuận Luân Hồi Điện, cũng không phải là không được, thế nhưng thực lực Luân Hồi Điện có thật sự ngang ngửa với Thiên Đình không? Hàn Lập cười cười, nói ra, so sánh với Thiên Đình, thật sự chúng ta không có thể hiện ra ngoài cơ cấu quyền lực như các đại tiên cung, nhưng thế lực cấp dưới dạng như Vô Thường Minh và Thập Phương Lâu, bên trong toàn bộ tiên vực phân bố nhiều vô số kể, lại càng thêm bí mật, nội tình ẩn chứa trong đó chắc hẳn đạo hữu cũng biết rõ a. À. Giao Tam nói tiếp, Hàn Lập nghe vậy mặt lộ vẻ do dự, trầm mặc xuống. Chỉ là một cái vô thường minh, trong đó kinh doanh các loại giao dịch vãng lai like và trao đổi tin tức, cũng đã bể bộn đến mức nghe kinh người rồi, nhưng nó chỉ là cấp thấp ở luân hồi điện, một nhánh bên trong vô số nhánh. Bởi vậy có thể thấy được, thế lực luân hồi điện bên trong toàn bộ tiên vực, thâm căn cố đế đến tình trạng nào. Việc này, ta còn cần thời gian suy nghĩ một chút. Hàn Lập vẫn không có quyết định ngay. Không sao, ta tin tưởng ngươi một ngày nào đó sẽ chủ động quy thuận chúng ta. Giao Tam đã sớm sở liệu kết quả này, nói ra. Bất luận thế nào, lúc này đích xác không thể ở Bắc Hàn Tiên vực được nữa, không biết phải ly khai như thế nào đây. Mong đạo hữu chỉ điểm một chút, Hàn Lập nói ra, tình huống giữa các tiên vực có chút bất đồng, nhưng đại đa số là thông qua, càn khôn môn, để vượt qua lưỡng giới. Thời gian trước Bắc Hàn Tiên vực do Minh Hàn Tiên quân trưởng quản, tổng cộng càn khôn môn có 8 chỗ, chỉ là về sau trải qua một loạt biến cố, hầu hết đã tổn hại hầu như không còn hôm nay chỉ có bắc hàn tiên cung còn trưởng quản một chỗ nó được xây ở bên trong tinh cung giao tam nói ra chỉ có cách này vậy chẳng phải là muốn đi tiên vực khác cũng chỉ có thể thông qua bắc hàn tiên cung sao lông mày hàn lập nhịn không được nhíu lên trần chờ hỏi đây coi như là con đường đi chính thức luân hồi điện chúng ta tự nhiên không thể nào sử dụng vì vậy nên mở ra một con đường khác có thể đi thông hắc sơn tiên vực gần nhất chỉ là so với cản khôn môn tốn thời gian hơn rất nhiều Giao Tam lắc đầu, nói thêm, chuyện đó là như thế nào? Chân mày Hàn Lập cao lại hỏi, có lẽ đạo hữu không biết, ngoại trừ số ít các đại tiên vực trực tiếp gần nhau, đại đa số đều bị man hoang giới vực cách trở, khoảng cách dài ngắn giữa chúng không đồng nhất, nhưng không ngoại lệ đều hung hiểm khó lường. Trải qua hơn trăm vạn năm tìm kiếm, luân hồi điện chúng ta thành công mở ra một lộ tuyến tương đối an toàn trong đó. Giao Tam giải thích nói, xuyên qua man hoang giới vực, tại sao không kiến tạo một tòa càn khôn môn khác? như vậy chẳng phải là càng thêm an ổn nhanh và tiện lợi sao hàn lập nhíu mày hỏi hàn đạo hữu chớ cho rằng càn khôn môn là cái gì bình thường đó là truyền thống trận khoảng cách cực xa nó cần tu sĩ kim tiên trở lên tinh thông không gian pháp tác tham gia toàn bộ quá trình dốc hết tâm lực kết hợp đại trận pháp tài nguyên hao phí cách dù khó có thể tưởng tượng nổi mới có thể chế tạo thành công cũng không phải là cái mà mọi người có thể tạo được dễ dàng giao tam tiếp tục nói nếu là thế lực khác có lẽ kiến tạo không nổi nhưng luân hồi điện chỉ sợ không cần lo lắng tài lực a hàn lập cười nói không tệ bằng vào tài lực luân hồi điện chúng ta đừng nói là kiến tạo một tòa trong tiên vực dù là ba tòa bốn tòa cũng không nói chơi nhưng vấn đề là thời điểm càn khôn môn vận chuyển lại liên quan đến lực lượng không gian pháp tắc căn bản không có cách nào che giấu tung tích chúng ta xây ở trong phạm vi thế lực thiên đình làm sao có thể sử dụng lâu dài cuối cùng chỉ có thể đưa ra manh mối cho thiên đình tìm tới a giao tam nói ra đúng là như thế, còn tuyến đường kia, Hàn Lập nhìn về phía Giao Tam, trần chờ nói, ngươi nếu đã là luân hồi chi tử, sử dụng tuyến đường này vốn cũng là trong quyền hạn của ngươi, ta có thể nói cho biết ngươi. Giao Tam gật đầu nhẹ, nói ra, dứt lời, nàng lật tay một cái, lấy ra một ngọc bài màu trắng, đưa cho Hàn Lập. Về thông tin tuyến đường này, đều ở trong ngọc bài. Không chờ Hàn Lập mở miệng, Giao Tam nói ra, tại sao ngươi không dùng ngọc bài này đánh bạc, kéo ta vào hạch tâm luân hồi điện. Hàn lập tiếp nhận ngọc bài, nhíu mày hỏi. Không cần như vậy, tin tưởng tương lai không xa, người sẽ gặp cam tâm tình nguyện chủ động gia nhập. Đúng rồi, lúc trước hứa hẹn tầng thứ năm công pháp luyện thần thuật, hiện tại cũng có thể cho ngươi rồi. Giao tam lắc đầu, nói ra, rứt lời, nàng lật bàn tay một cái, trong lòng bàn tay lại nhiều ra một thẻ ngọc màu đen, giơ lên cao ném về phía hàn lập. Hàn lập đưa tay nhận lấy, thoáng xem xét một chút, liền thu vào vòng tay chữ vật. Giao tam đạo hữu nặng lòng thủ tín, hàn mỗ tạ ơn sâu trong mắt hàn lập hiện lên một tia mừng rỡ ôm quyền nói ta còn có một số việc phải xử lý tại bắc hàn tiên vực xin từ biệt hẹn ngày gặp lại giao tam dứt lời lúc này quay người rời đi vừa mới bay đi bỗng nhiên nàng quay người lại nói hàn đạo hiếu ngươi tâm tính cẩn thận ngược lại là giống y hệt một vị cố nhân của ta nếu ngày sau các ngươi gặp nhau sẽ thập phần hợp ý a à. sau khi nói xong nàng hóa thành một đạo phi hồng bay vút đi biến mất cuối chân trời chương 513, thu hoạch, Hàn Lập nhìn bóng lưng giao tam rời đi, chỉ đành bất đắc dĩ cười cười. Hắn giơ tay lên, cẩn thận nhìn thoáng qua hải đồ trong tay, phát hiện hải vực này không chỉ cách hồng nguyệt đảo cực xa, mà khoảng cách đến các hòn đảo được đánh dấu trên hải đồ cũng không gần. Sau một lát, hắn thu hồi hải đồ, biến thành độn quang bay gấp về phía ô mông đảo. Gió biển gào thét, trong không khí sen lẫn một mùi vị mặn tanh. Một hơi bay qua mấy vạn dặm, Hàn Lập gỡ mặt nạ trên mặt xuống, khôi phục khuôn mặt của mình, cao mũi một cái, thư giãn thân thể một thoáng, quần áo trên người bay phất phới. Hắn phun nhẹ một ngụm chọc khí, tốc độ phi hành chậm lại, vừa quan sát khắp nơi, vừa bay chậm về phía trước, cảm giác thư giãn thích thú đã lâu chưa có. Lúc trước trời đưa đất khiến được hô ngôn đạo nhân mời ra nhập chuyến đi minh hàn tiên phủ, tuy rằng trong đó nguy cơ tứ phía, thế lực khắp nơi tranh đấu với nhau, vì mục đích bản thân không từ thủ đoạn, nhưng may mà vận khí bản thân không tệ, cuối cùng chuyến đi này hữu kinh vô hiểm. Kể từ đó, hắn thu hoạch thật sự xa xỉ, không chỉ có tu vi tăng cao đến kim tiên trung kỳ, lại ngưng tụ ra sợi tơ thời gian pháp tắc, nắm giữ phương pháp tu luyện linh vực, còn tế luyện chọn bộ thanh trúc phong vân kiếm đến vượt quá phẩm cấp tưởng tượng, ngay cả kim đồng và phệ linh hỏa điều cũng đều có cơ duyên, tin tưởng thời gian tới tu vi cũng tăng lên không nhỏ. Mà trên tay của hắn còn nắm giữ ba vòng tay chữ vật của tiêu tấn hàn, phong thiên đô cùng công thâu cửu, bảo vật cất giữ bên trong nhất định không ít, cũng tương tự làm hắn chờ mong không thôi. Ước chừng sau gần nửa canh giờ, phía dưới trước mắt Hàn Lập xuất hiện một hòn đảo nhỏ ba màu lớn chừng hai ba mươi dặm. Lúc này thần thức của hắn mở ra, đảo qua trên đảo một lần, phát hiện ở trên đầu có một ít chim thú, lại không có dấu người, trong lòng hơi động liền bay thấp xuống hướng hòn đảo. Tới gần trên không hòn đảo, hắn liền thấy rõ cảnh quan phía trên hòn đảo. Chỉ thấy phía đông hòn đảo có thảm thực vật rậm rạp cổ thụ che trời, nhìn từ xa thấy xanh ngắt vô cùng, bên trong thỉnh thoảng có thanh âm vượn gầm hưu kêu truyền ra, chính giữa cây rừng thưa thớt, phía trên núi lộ ra màu vàng đất. Phía tây đá lởm chởm treo leo, sườn đồi hang sâu, khắp nơi một màu xanh đen. Thân hình Hàn Lập đáp xuống trên đảo, lập tức trong rừng rậm vang lên một hồi âm thanh rầm rầm, lúc nhà lúc nhúc chim biển từ trong bay ra che khuất bầu trời, một đám quạ đen liền bay ra bên ngoài đảo. Hắn đáp xuống phía đông hòn đảo, tìm một chỗ đất trông ánh mặt trời xuyên thấu qua trong rừng, ngồi xếp bằng xuống một ít kim mang nhanh chóng tỏa ra biến lớn lên, xuất hiện một màn sáng hình tròn lan ra, lập tức bao phủ cả hòn đảo nhỏ. Sau đó, Hàn lập lật bàn tay một cái, trong lòng bàn tay liền nhiều ra ba vòng chữ vật, trên đầu gối cũng xuất hiện một tiểu kỳ màu trắng và một khối lệnh bài màu vàng. Trên tiểu kỳ màu trắng vẽ mây biển, chính giữa mơ hồ hiện lên hai phù văn cổ quái màu vàng bạc, theo thứ tự được viết bằng ngân khoa văn và kim triện văn, ngay cột cờ còn khắc hai chữ vân lục, chắc là kỳ danh. Tuy phẩm giai vật này không thấp, nhưng bên trên lại không bố trí cấm chế, hàn lập luyện hóa một chút, liền có thể sử dụng tự nhiên. Trong tay hắn lóe lên hào quang, trước tiên linh lực vào trong đó, tiểu kỳ màu trắng lập tức đón gió mở ra, biến lớn lên, hóa thành một cây đại kỳ cao tám trượng trắng như tuyết. Khi huy động nó, trên mặt cờ có xương trắng bốc lên, tuôn ra cuồn cuộn như vạn lý vân hải, trong chốc lát liền che khuất toàn bộ đảo nhỏ. Ở trên đảo, đàn thú kinh hoàng nhao nhao lên, chim bay điên cuồng tứ tán, lập tức loạn cả một đoàn, cũng may Hàn Lập chỉ dùng thử, cũng không chính thức kích phát dị năng bảo vật này, vì vậy cũng không gây tổn thương đến sinh linh trên đảo. Bất quá hắn phát hiện, vật ấy tựa hồ là một kiện pháp bảo công kích, lúc trước bị công thâu cửu hốt hoảng sử dụng, chẳng qua là tạm thời dùng làm pháp bảo hộ thân, cũng không chính thức kích phát uy năng vốn có của nó. Theo hắn suy đoán, bảo vật này được một gã tu sĩ thái ất cảnh sơ kỳ tế ra dùng để chống đỡ nguy cơ, hẳn có không ít diệu dụng, nếu dùng để đối phó số đông, có lẽ xài hữu dụng hơn, thể hiện ra uy năng lớn nhất. Thu hồi tiểu kỳ màu trắng, hắn lại lấy ra khối lệnh bài màu vàng kia, quan sát tỉ mỉ. Chỉ thấy trên lệnh bài được một tầng sáng màu vàng che đậy, bên trong có một ít phù văn chấp động thập phần bí ẩn, chính giữa là ba chữ to giám sát xứ được viết bằng kim triện văn. Tâm niệm hàn lập vừa động, thần thức liền dò xét vào bên trong. Nhưng khi thần niệm của hắn vừa tiếp xúc mặt ngoài lệnh bài, một đạo ánh sáng màu vàng lập tức nhộn nhạo lên, giống như màn nước ngăn cách thần thức của hắn ra. Lông mày hàn lập cao lại, điều động tiên linh lực trong cơ thể thúc dục vật ấy. Lúc này, một chuỗi phù văn đột nhiên sáng lên hào quang, mãnh liệt lao ra lệnh bài, bay thẳng lên không trung. Hàn lập cả kinh, chân ngôn bảo luân lập tức phóng ra như bay, phóng ra gợn sóng màu vàng lập tức bao phủ hải vực này lại. Chuỗi phù văn này khó khăn lắm mới bay được trăm trượng, liền bị gợn sóng màu vàng bao trùm lại, thế đi lập tức chậm lại, bị hàn lập thò một tay vào hư không bắt trở về. Ánh mắt hàn lập ngưng lại, xem phù văn dẫy ruộ trong tay không thôi, giống như vật còn sống. Bàn tay hắn dùng sức siết một cái, lập tức phù văn màu vàng tản ra hào quang, hóa thành từng điểm quang phần óng ánh, biến mất không thấy. Hắn suy đoán, phù văn này hẳn là cấm chế nào đó che giấu trên lệnh bài, một khi người ngoài không phải công thâu cửu thúc dục sẽ lập tức phát động. Nếu để cho nó chạy thoát, chỉ sợ sẽ lập tức đưa tới giám sát sứ thiên đình truy xét. Trong miệng hàn lập thở nhẹ một hơi, nhìn chăm chăm vào lệnh bài đã trở về hình dáng ban đầu, mặt lộ vẻ do dự mắt thấy lệnh bài này có khả năng làm hắn bại lộ ý niệm đầu tiên trong đầu hắn là trực tiếp phá hủy lệnh bài nhưng dù sao lệnh bài này cũng không giống vật thường hắn cảm giác về sau rất có thể sẽ có tác dụng không tưởng tượng nổi nếu hiện tại tiêu hủy thật sự có chút đáng tiếc trần chờ một lúc lâu hàn lập vẫn không tiêu hủy lệnh bài mà thi triển thủ đoạn mạnh hơn phong tỏa nó rồi thu vào sau khi thu thập hai hai món đồ này xong hắn cầm vòng chữ vật tiêu tấn hàn lên luyện hóa một chút sau đó lấy tất cả vật cất giấu bên trong ra ngoài, một đống đồ vật rực rỡ muôn màu được bày đầy trên mảnh đất trống trong rừng. Hàn Lập tra xét một chút, phát hiện trong đó có chừng hơn 30 kiện pháp bảo, chính giữa phẩm chất cao nhất là một bộ tử mẫu kiếm thuộc tính băng cùng một mặt tiểu kỳ màu lam, đều là hậu thiên tiên khí ẩn chứa lực lượng pháp tắc. Trừ những thứ đó ra, Tiêu Tấn Hàn còn mang theo bên người hơn 10 bình đan dược đủ màu sắc, trong đó chỉ có một số ít Hàn Lập có thể nhận ra, là những đan dược bồi nguyên cùng liệu thương nhưng đại bộ phận hắn đều chưa từng thấy qua bên trong những đan dược này đều ẩn chứa tiên linh lực đậm đặc hoặc là bên trên nó chuyển ra khí thức dược lực so với đan dược hàn lập dùng trước kia thì mạnh hơn rất nhiều không cần suy đoán cũng biết hơn phân nửa là đan dược phụ trợ mà tu sĩ kim tiên sử dụng hiển nhiên vị này từng là cung chủ bắc hàn tiên cung hùng cư bắc hàn tiên vực nhiều năm như vậy tích góp cất giấu trên người quả nhiên xa xỉ không nghĩ tới lần này ở trong minh hàn tiên phủ mấy thứ này đều làm lợi cho mình hàn lập nghĩ như vậy Phân biệt sơ những đan dược này ra, sau đó tay áo cuốn một cái, thu vào. Sau đó, ánh mắt của hắn lại rơi vào hai quyển trục màu trắng cao một xích, tay khẽ phất, liền hút một cái trong đó tới tay, mở ra. Theo quyển trục chậm rãi trải rộng ra, Hàn Lập liền thấy mấy chữ to viết dọc ghi ngoài cùng bên phải, Hoa Nam Đan Kinh. Lông mày hắn không khỏi nhảy lên, liền tranh thủ mở nhanh toàn bộ quyển trục, cẩn thận nhìn xem. Sau một lát, bàn tay hắn chậm rãi cuốn lên, thu quyển trục vào, khóe miệng hiện lên vẻ vui mừng. Lúc này bên trong cuốn đan kinh, số lượng đan phương được ghi chép cũng không nhiều, chỉ có 5 cái mà thôi. Nhưng năm đan phương này đều không ngoại lệ, tất cả đều là đan dược luyện chế cho cấp bậc kim tiên, hàn lập vừa vặn có thể dùng. Hơn nữa, căn cứ chủng loại tài liệu dược vật bên trong đan phương, lúc trước hắn thu hồi những tài liệu kia, lại bao gồm cả năm loại này. Bởi vậy, hàn lập đã có đủ đan phương cùng tài liệu dược vật, ngày sau tùy thời cũng có thể tự luyện chế ra. Hắn thật vất vả mới khép lại miệng cười rộng đến tận mang tai, hít sâu một hơi, đè nén vui sướng trong lòng, mở ra quyển trục kia. Bên trong quyển trục này, lúc nhà lúc nhúc chữ triện cổ nhỏ, đã viết không dưới 5.000 chữ, chữ viết như thiết họa ngân câu, nét chữ cứng cáp, giữa những hàng chữ hơi có chút băng hàn chi ý. Làm cho người nhìn xem, cảm giác như có băng xương tuyết khí đập vào mặt. Những ghi chép bằng chữ triện cổ nhỏ này không phải vật gì khác, đúng là cảm mộ cả đời của tiêu tấn hàn đối với thủy chi pháp tắc. Tuy hàn lập không tu luyện thủy chi pháp tắc, nhưng địa trích hóa thân của hắn tu luyện hắc hải trọng thủy kinh lại là công pháp thủy thuộc tính chính hắn cũng thường xuyên sử dụng trọng thủy cho nên mắt tinh tường vô cùng liếc mắt liền nhìn ra trong này là cảm mộ tâm đắc lợi ít mà ý nhiều tinh diệu vô cùng tuyệt đối là bảo vật mơ ước của người tu luyện pháp tác thủy thuộc tính thu hồi hai quyển trục hàn lập lại nhìn về các chủng loại linh dược và linh tài nằm hỗn tạp trên mặt đất kia sau một phen phân biệt hắn phát hiện phần lớn những linh dược này có niên đại rất cao Đa phần là tài liệu luyện chế cho những đan dược cấp kim tiên kia. Về phần những linh tài kia, trong đó trừ không ít thiên tạo hàn tùy và một ít ô vân tinh kim ra, những vật khác tuy cũng là tài vật, nhưng giá trị không bằng hai loại trên, chỉ là số lượng lại nhiều hơn một chút. Ngoại trừ mấy thứ này ra, còn dư lại là một đống tiên nguyên thạch được xếp thành một núi nhỏ, ánh sáng mặt trời xuyên qua khu rừng chiếu tới, lóe ra hào quang óng ánh, Hàn Lập nhìn thấy, hoa mắt không thôi. Hắn dạo dực vui sướng thu tất cả vào, không có ngừng lại cầm vòng tay chữ vật của phong thiên đô lên một hồi ánh sáng màu xanh cuốn qua mặt đất vừa rồi đã bị dọn sạch một lần lại bị các loại pháp bảo đồ vật phủ kín trong đó có ba kiện hậu thiên tiên khí theo thứ tự là một thanh cốt đao màu đen dài khoảng hai thước một khối dài mảnh sơn đen như nghiên mực cùng một khối giống như cái trận giấy có chất liệu giống ngọc nhưng không phải ngọc hàn lập phá giải từng cấm chế trên ba đồ vật này đều luyện hóa sơ bộ tất cả hai bên cốt đao màu đen đều khắc một rãnh sâu hình loan nguyệt bên trong có nhàn nhạt sát khí phiêu đãng ra so sánh với cốt đao khối nghiên mực ô vuông dài mảnh kia thoạt nhìn có chút bình thường không có gì lạ phía trên không khắc họa bất kỳ phù văn nào chỉ là có một ít vết rách phân bố không đều hàn lập rót tiên linh lực vào bên trong vết rách liền có ngọn lửa màu đen tuôn ra mãnh liệt từ trong truyền ra hỏa lực nóng bỏng vô cùng cường đại về phần khối chặn giấy màu trắng xưa kia một mặt khác một đầu dị thú giống như man sư lúc này hàn lập dùng tiên linh lực thúc dục cái trận giấy liền nhanh chóng biến lớn lên, hóa thành một tòa núi trắng như tuyết hình dạng man sư đang nằm, thuận theo tâm ý, chân áp vạn vật. chương 514, hòm bí bảo nặng, Hàn Lập quan sát một chút, sau đó thu hồi ba kiện tiên khí là cốt đao màu đen, nghiên mực mảnh dài và cái trận giấy. Làm xong hắn khẽ vây tay, trên mặt đất, có một hòm bát bảo nặng to hơn một xích vuông, bay lên lơ lửng, rơi trước người hắn. Cả bốn mặt của cái hòm có cơ quan móc chụp phong bế, phía trên mỗi mặt dán một tấm phủ lục màu bạc, hàn lập đánh giá một lát phát hiện bốn phù lục này theo thứ tự là thanh long khốn mộc phù bạch hổ thước kim phù chu minh cử hỏa phù cùng chân vũ cự thủy phù bất luận là phẩm giai hay phẩm chất đều là cấm chế phù lục thượng giai rõ ràng sử dụng tứ tượng phù trận phong cấm hòm này cuối cùng cất dấu vật gì bên trong lại để cho lão cương thi phong thiên đô này quý trọng như thế trong nội tâm hàn lập nghi hoặc lẩm bẩm trong khi nói chuyện hắn liền khu động pháp quyết quanh thân đại phóng kim quang bắt đầu phá giải tứ tượng phù trận Sở dĩ tứ tượng phù trận khó có thể phá giải, là do tứ tượng chi lực hỗ trợ liên kết với nhau, cho nên không thể phá giải từng cái, mà phải đồng thời phá giải, nếu không sẽ dẫn đến vật bên trong hòm trực tiếp bị phá hủy. Cho nên phương pháp tốt nhất để phá giải nó là dùng bốn gã có tu vi tương đương nhau đồng thời phát lực, phá giải cùng lúc. Hàn lập lại không làm như thế, cách làm của hắn càng thêm đơn giản thô bạo. Hắn gọi ra chân ngôn bảo luân bao phủ nó, làm cho bốn phù lục không sinh ra phản ứng dây chuyền trong nháy mắt giải trừ từng cái thuận lợi lấy xuống bốn tấm phù lục sau đó các cơ quan móc chụp bốn mặt hòm bát bảo nặng liền xoạch một tiếng bắn ra hai tay hàn lập bắt lấy nắp hộp hòm dở lên nắp hộp mở ra bên trong hòm nặng lại không xuất hiện từng trận linh quang nào hoặc là dị tượng bảo khí ngút trời thậm chí không có nửa điểm chấn động linh lực truyền ra hắn kiểm tra bên trong hòm liền phát hiện bên trong có một quyển sách cổ màu vàng như nến cùng một khối ngọc bài màu đen to cỡ lòng bàn tay, bốn phía còn xếp trồng chất chỉnh tề từng đám cây đinh màu đen. Trước tiên hắn cầm cuốn sách cổ màu vàng như nến lên, bàn tay vuốt ve nó, cảm thấy có chút mềm mại, tựa hồ được chế tạo từ một loại da thú, mặt trên còn lưu lại một chút độ ấm. Mặt trên sách cổ thình lình viết bốn chữ to huyễn thần bảo điển. Nhìn thấy cái tên này, lông mày hàn lập không khỏi nhảy lên, cảm thấy hình như đã từng thấy ở đâu. Suy nghĩ liên tục, một lát hắn bừng tỉnh đại ngộ, Năm đó lúc hắn thông qua vô thường minh tìm công pháp thời gian, nghe người ta nói qua, bên trong phục lăng tông có thể có công pháp tu luyện ra thời gian pháp tắc, lại đúng là bảo điển này. Về công pháp thời gian, cho tới nay Hàn Lập cũng chỉ có tiếp xúc với chân ngôn hóa luân kinh, cho nên không cách nào so sánh với công pháp khác, để có thể lý giải sâu sắc hơn với thời gian pháp tắc. Huyến thần bảo điển này xuất hiện, lại là cơ hội để hắn thực hiện việc này. Trong mắt Hàn Lập lóe lên dị sắc, chợt nhớ tới một chuyện, hai tay vội vàng bấm pháp quyết gọi ra chân ngôn bảo luân phía trên bảo luân có một đạo ánh sáng kim sắc từ trên con mắt cực lớn bắn ra đánh lên phía trên cuốn sách cổ vàng như nến mặt ngoài sách cổ chợt thoáng nhúc nhích kim quang sau đó mai một xuống không có nửa điểm động tĩnh nữa hàn lập thấy thế trên mặt hiện lên vẻ thất vọng liền thu hồi pháp quyết lại thu hồi chân ngôn bảo luân vào trong cơ thể trong miệng thì thào xem ra vật ấy khác với khối bia đá bên trong trúc long đạo Tuy là vật cùng ghi chép công pháp thời gian, nhưng bên trên lại không có thời gian pháp tác chi lực. Dùng thần trí cường đại của hắn, bất quá sau công phu một bữa cơm, cuốn Huyễn Thần Bảo Điển đã được hắn đọc qua một lần. Kết quả Hàn Lập Kinh nghỉ phát hiện, bên trong bộ công pháp kia tuy rằng cũng trình bày tìm hiểu về thời gian pháp tác chi lực, nhưng phương pháp tu luyện lại khác hẳn với Chân ngôn Hóa Luân Kinh, nhất là trong đó nhắc tới Huyễn Thần sa cảnh, dường như sau khi tu thành thì thời gian chi lực có thể ảnh hưởng một khu vực chung quanh. Bất quá xem tình hình lúc trước Bất luận là phong thiên đô hay là tề vân tiêu, tựa hồ tu luyện bộ công pháp kia đều thập phần có hạn, ít nhất thời điểm giao phong lại không dùng để đối địch. Tuy rằng lúc này Hàn Lập Hận không thể đâm đầu vào nghiên cứu kỹ càng một phen công pháp này, nhưng kể từ đó, trong hàng trăm hàng ngàn năm bế quan, hôm nay lại vô tình tự nhiên đạt được công pháp tu luyện thời gian. Hắn cố gắng kiềm chế ý nghĩ trong đầu, thu hồi Huyễn Thần Bảo Điển, đợi về sau có thời gian mới hảo hảo tìm hiểu kỹ một phen. Hít sâu một hơi, Hàn Lập lại cầm lấy khối lệnh bài màu đen kia lên kiểm tra. Chỉ thấy trên lệnh bài bóng loáng vô cùng, bên ngoài ánh sáng thẩm thấu, bên trong lại đen đậm như mực, thoạt nhìn giống như là một viên mực nước bị đông kết thành băng tinh, ngưng mà không ngưng, vẫn có thể thấy từng sợi mực vô chảy dọc xuôi không theo quy tắc nào. Mặt ngoài lệnh bài khắc hơi nhô lên bốn chữ Càn Thiên Phục Lăng, cũng không biết có ý nghĩa gì, hay là đại biểu cho thân phận đại trưởng lão của Phong Thiên Đô. Đã có kinh nghiệm vết xe đổ lệnh bài công thâu cửu lúc trước, chung quanh Hàn Lập bày ra một tầng pháp trận, sau đó mới đưa tiên linh lực vào trong lệnh bài này, thử xem có thể khu động được nó hay không. Kết quả, bất luận hắn thử như thế nào, lệnh bài màu đen này vẫn hồn nhiên bất động, nhìn như vật chết. Sau khi thử nghiệm, vẫn không thể tìm ra kết quả, Hàn Lập đành phải ngừng lại. Bên trong hòm bát bảo nặng, ngoại trừ hai thứ này, cũng chỉ còn lại đinh sắt màu đen, số lượng cũng không ít, đếm qua thì có trọn vẹn 81 cây. Hàn Lập tiện tay lấy ra một cây, đặt ở trước mắt quan sát kỹ một hồi, phát hiện phía trên đinh sắt khắc rậm rạp chẳng chịt đường vân, dị thú cổ quái nào đó, lại có thật nhiều phù văn kỳ dị, vừa nhìn liền biết không phải vật thường. Hơn nữa ở bốn phía đinh sắt, dường như còn có từng sợi mực lượn lờ giống như sương mù màu đen, che giấu phi phàm. Hàn lập lấy tất cả đinh sắt ra, chợt phát hiện ở dưới đáy hòm bát bảo nặng dường như còn khảm một khối thiết bản màu đen, phía trên phân bố từng khe rãnh hoặc sâu hoặc cạn. Hắn lấy thiết bản từ trong ra, mới phát hiện ở phía trên răng đầy linh văn, đúng là một tấm trận bàn phẩm cấp không tầm thường, chỗ góc dưới bên trái cũng nổi lên một chuỗi văn tự, ghi Càn Thiên Phục Lăng, trận thủ bát phương. Cái này chẳng lẽ là một tòa đại trận hộ sơn? Một tay Hàn Lập Bưng lấy trận bàn, một tay nắm lệnh bài, lại nhìn thoáng qua 81 cây đinh sắt màu đen trên mặt đất, lẩm bẩm. Trong nội tâm nghĩ như vậy, hắn liền lật lại trận bàn, kết quả phát hiện mặt bên kia còn có một lỗ khảm, hình dáng rõ ràng giống như đúc lệnh bài màu đen trong tay hắn trong lòng của hắn khẽ động đặt lệnh bài vào cái lỗ khảm két một tiếng vang nhỏ lệnh bài vừa khảm vào phía trên lập tức tràn đầy ô quang mực nước màu đen bên trong giống như du long bay vút phóng ra đi dạo mặt ngoài trận bàn nhưng khi mặc long đi qua những đường cong dao thoa ngang dọc trên trận bàn liền sáng lên quang điểm màu ám kim hàn lập thấy thế trong mắt hiện lên vẻ vui mừng liền tranh thủ luyện hóa trận bàn cùng lệnh bài sau đó hắn đặt trận bàn phía trên mặt đất tiếp theo lấy lên một cây đinh sắt màu đen đưa đến một chỗ quang điểm ám kim phía trên trận bàn. Chỉ thấy đinh sắt vừa vào phạm vi trận bàn, lập tức bị một cỗ lực hút cường đại cường đại, đột nhiên giấy ruộng ra khỏi tay hàn lập, bong một tiếng, đính vào trên chỗ quang điểm ám kim kia. Hầu như cùng lúc đó, ở rừng rậm phía đông của hòn đảo cách đó không xa truyền đến một tiếng nổ mạnh âm âm. Hàn lập quay đầu nhìn lại, chỉ thấy chỗ đó có một cột sáng đen nhánh cao hơn mấy trăm trượng đột một từ mặt đất mọc lên, phóng thẳng lên không trung. Ở phía trên hình như có dị thú chiếm giữ, mặt ngoài không ngừng có nhàn nhạt khí đen chảy xuôi ngược. quả là thế, trong nội tâm Hàn lập vui vẻ tiếp tục lấy lên đinh sắt đặt lên trên trận bàn. từng trận thanh âm bong bong không ngừng vang lên, từng cây đinh sắt màu đen rơi liên tiếp vào trận bàn. trên đảo nhỏ lần lượt xuất hiện từng cột sáng đen nhánh phóng thẳng lên không trung. đợi cột sáng đen nhánh cuối cùng cũng bay nhập vào không trung, phía trên cột sáng màu đen lập tức tán phát ra sương mù chung quanh, dung hợp lại với nhau nhau, rất nhanh liền hóa thành một màn sáng màu đen nhạt bao trọn cả hòn đảo nhỏ. Ngay sau đó, ở những nơi xuất hiện cột sáng đen nhánh trên đảo nhỏ, quang mang bắt đầu nhạt dần, từng điểm từng điểm trở nên thẩm thấu, cho đến khi biến mất trong hư không. Không bao lâu, màn sáng bao phủ đảo nhỏ cũng biến mất không thấy, thoạt nhìn dường như chưa từng xảy ra chuyện gì cả. Nhưng mà, từ trận bàn trước người Hàn Lập cũng đã xuất hiện một tòa trận pháp bao phủ bảo vệ đảo nhỏ. Nhìn một lát, hắn đứng dậy, thân hình lóe lên, liền bay ra phía bên ngoài hòn đảo thời điểm xuyên qua màn sáng kia hàn lập rõ ràng cảm thấy một loại chấn động linh lực truyền qua chỉ có điều hắn đã luyện hóa pháp trận nên không chịu bất kỳ ảnh hưởng nào từ bên ngoài nhìn vào cả hòn đảo nhỏ không có chút biến hóa nào căn bản nhìn không thấy trận pháp bao phủ cũng không cảm giác được có bất kỳ chấn động linh lực nào truyền đến nhưng lúc hàn lập dùng minh thanh linh mục dò xét tầng đại trận hộ đảo liền hiển lộ không thể nghi ngờ hắn bay một hơi ngàn trượng ra ngoài đảo nhỏ nâng một nắm đấm lên điều động tiên linh lực trong cơ thể, oanh kích một quyền về phía đảo nhỏ. Chỉ nghe oanh một tiếng vang thật lớn, cả phiến hư không rung động một hồi, một quyền ảnh lớn chừng trăm trượng lăng không sinh ra, tầng tầng lớp lớp ép xuống thiên địa nguyên khí như biển sóng, phóng tới phía đảo nhỏ ba màu. Chỉ thấy khi cả hai phương tiếp xúc, bình chứng pháp trận nguyên bản mắt thường không thể nào nhìn thấy lập tức hiển hiện ra. Ở phía trên phát ra ô quang mãnh liệt, từng đạo du long màu đen từ 81 cột sáng màu đen không ngừng bốc lên phóng tới, tụ tập lại phía trước quyền ảnh, vận chuyển trận pháp chi lực, ngăn cản lại. Phía trên đảo nhỏ lập tức không ngừng vang lên thanh âm nổ vang, trên màn sáng màu đen bị ép lõm vào một lỗ sâu đạt tầm hơn 10 trượng, nhìn thấy tràn đầy nguy cơ, nhưng Thủy Trung không có nửa điểm dấu hiệu tan vỡ. Hàn lập thấy thế, cũng không khỏi âm thầm gật đầu. Một quyền này của hắn tuy rằng không vận dụng toàn lực, nhưng là dùng tu vi kim tiên trung kỳ kích phát ra, uy năng quả thực không nhỏ, nếu là hộ sơn đại trận cấp bậc chân tiên bình thường chỉ sợ đã sớm hỏng cả nền móng đại trận. Theo Hàn Lập suy đoán, phòng ngự cực hạn của pháp trận Càn Thiên Phục Lăng này có lẽ hơi thua một chút so với trận pháp Bắc Hàn Tiên Cung dùng để đối phó Bách Lý Viêm tại Trúc Long Đạo năm đó. Bất quá, dù như thế, bảo vật này cũng đủ khiến người ta ao ước. Phải biết rằng, hộ tông đại trận, với tư cách trận pháp căn cơ, đều tuyển chọn những nơi có linh khí rồi rào tại chân núi ở các nơi tông môn, bố trí trận kỳ luyện chế đặc biệt để tỏa trận từ đó thành lập uy năng trận pháp. Chẳng qua là uy năng loại trận pháp này tuy lớn, nhưng thuộc về tử trận, không cách nào di động được, nên dễ bị người từ ngoại giới công phá, lại dễ dàng bị người từ bên trong động tay chân, phá hư đầu trận tuyến cùng trụ cột trận. Pháp trận càn thiên phục lăng này, chỉ dùng trận bàn phát động, là trận pháp sống, có thể tùy thời thu hồi mang đi, không chỉ có thập phần thuận tiện, hơn nữa khó bị phá hư. Sau một phen thăm dò, Hàn Lập mơ hồ cảm thấy, vật ấy hẳn là bản tinh giản hộ sơn đại trận chính thức của Phục Lăng Tông, trong nội tâm tự nhiên có chút mừng rỡ. Sau này lúc mở động phủ ở nơi khác, có bảo vật này, tự nhiên có thể giảm bớt không ít phiền toái cho hắn. chương 515, phất nhanh, trở lại trên đảo, Hàn Lập thu hồi trận bàn cùng trọng hàm bát bảo vào trong vòng chữ vật, rồi tiếp tục kiểm kê đồ vật của Phong Thiên Đô. Đan dược cũng như đan phương của Phong Thiên Đô về số lượng và chất lượng đều thua xa so với tiêu tấn Hàn, nhưng linh tài cất giấu của phong thiên đô lại phong phú hơn tiêu tấn hàn. Trong đó thiên hà tinh xa có hơn nửa cân, ngoài ra còn hơn 10 khối la thải hà tinh cỡ lòng bàn tay, cùng với 78 bình âm trầm u thủy. Ba món đồ này đều là linh tài quan trọng để luyện chế hậu thiên tiên khí. Trong một buổi đấu giá lớn ở tiên vực, dù chỉ một ít mấy món này xuất hiện cũng đủ cho quần tiên tranh nhau vỡ đầu rồi. Ngoài những kim thạch này, phong thiên đô còn cất giấu hai cây ngân lạc tiên đằng dài đến một xích, to bằng cánh tay trẻ con. Vật này là tiên tài khôi lỗi tiếng tăm lừng lẫy ở Bắc Hàn tiên vực, căn bản chính là báu vật vô giá chỉ ngộ không thể cầu. Hắn dựa theo một ít điển tích ghi chép trong sử sách, biết được vật này luyện chế thành khôi lỗi thì thân thể có thể so với chân tiên, trong cơ thể sinh ra kinh mạch giống như tiên nhân bình thường, có thể vận chuyển tiên linh lực như người sống, do đó ngoài thần thông lúc đầu của bản thân còn có thể sử dụng được cả thuật pháp tiên gia. Hàn lập thu lại tất cả mấy món đồ này, sau đó ánh mắt rơi vào phía trên một cây trúc trượng có màu xanh như ngọc bích vật ấy dài khoảng 3 thước, đã trưởng thành lớn bằng ngón cái, toàn thân có 9 đoạn, mỗi đoạn trúc đều hiện ra hào quang màu trắng, tuy rằng không còn dễ nhưng sinh cơ vẫn bừng bừng, rõ ràng là một bảo vật mộc chi pháp tắc. Tuy hắn tu luyện thời gian pháp tắc, còn địa trích hóa thân lại tu luyện thủy chi pháp tắc, cả hai đều không thường xuyên tiếp xúc với pháp tắc thuộc tính khác, nhưng cũng biết rõ vật phẩm chứa lực lượng pháp tắc chân quý đến mức nào. Đặc biệt với những tu sĩ tu luyện lực lượng pháp tắc mộc thuộc tính, cây trúc trượng này càng là bảo vật chỉ có thể ngộ nhưng không thể cầu. Hàn Lập muốn cô động sợi tơ thời gian pháp tắc, sau này cũng cần rất nhiều đồ vật ẩn chứa thời gian pháp tắc, đến khi đó có thể dùng bảo vật này trao đổi với những tu sĩ khác. Ngoại trừ cây trúc trượng màu xanh này ra, những đồ vật còn lại Hàn Lập không để vào mắt. Không phải những đồ vật còn lại không có giá trị, mà bởi vì hiện nay nhãn quang của hắn thư xê sự rất cao. Nếu không một đống tiên nguyên thạch số lượng còn nhiều hơn của tiêu tấn Hàn kia, cũng đủ làm kinh hãi một đám chân tiên rồi kiểm kê xong một loạt mấy món đồ của phong thiên đô hàn lập ngưng lại một chút rồi cầm lấy vòng chữ vật màu trắng của công thâu cửu luyện hóa dốc hết đồ vật ở bên trong ra ngoài dầm dầm vang lên một hồi số tiên nguyên thạch còn nhiều hơn của phong thiên đô cùng tiêu tấn hàn cộng lại phải nhiều hơn gấp đôi nó như một ngọn núi nhỏ xuất hiện ở mảnh đất trống trong rừng tiên nguyên thạch ở phía trên vẫn đang chậm rãi rơi xuống tràn ra mảnh đất trống chung quanh mấy món bảo vật khác chỉ còn cách gom lại đặt ở chỗ khác Nhìn thấy ngọn núi nhỏ Tiên Nguyên Thạch còn cao hơn mình đứng, Hàn Lập khẽ nhếch miệng, kinh ngạc đến không biết phải nói gì. Một gã tu sĩ thái ất sao lại mang tiên nguyên thạch trong người nhiều đến vậy chứ? Một lúc lâu sau, hắn mới tự lẩm bẩm thu lại hết đống tiên nguyên thạch này. Cộng thêm số tiên nguyên thạch lúc trước của đám người Cừ Linh, Tiêu Tấn Hàn cùng Phong Thiên Đô, hiện giờ tổng số tiên nguyên thạch của hắn đã lên tới gần 200 vạn miếng, có lẽ một tông phái thế lực lớn dốc hết tài lực cũng chỉ như này mà thôi. Cảm giác đột nhiên phất nhanh làm cho tâm hồn Hàn Lập không khỏi lâng lâng, có chút bồng bình bay bổng. Nhưng rất nhanh hắn liền bình tĩnh lại, con đường tu hành phía trước còn dài đằng đẵng, tài nguyên hao phí càng khó tính được, riêng việc siêu tầm đồ vật ẩn chứa thời gian pháp tắc như thái phỉ độc mục cũng cần vô số tài nguyên rồi, chưa nói gì đến luyện chế đạo đan thời gian, các loại đan dược quý hiếm. Nghĩ như vậy, cảm giác cực kỳ vui sướng lúc trước của Hàn Lập Triệt để tan biến. Hắn đi tới khoảng đất trống khác tiếp tục xem xét di vật của công thâu cửu, chiếu vào tầm mắt hắn, đầu tiên là một giá gỗ rất lớn, phía trên treo đầy các loại mặt nạ vô thường minh dục rỡ muôn màu, như quỷ xà thần, long hổ phượng quy, đến hơn một nghìn chiếc. Cái này là, Hàn Lập nhìn khắp trên dưới, lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc. Trên đó có các loại mặt nạ, có cái ghi chữ dao, lại có mặt nạ ghi chữ hạc, cũng có mặt nạ ghi chữ long, kiêu, hồ. Hàn Lập nhìn những mặt nạ này từ màu xanh đến đỏ nhạt, đủ loại màu sắc mặt nạ dị thú, không khỏi có chút cảm giác một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ thầm nghĩ nếu lần này mà mình chết trong tay gã kia chỉ sợ mấy tấm mặt nạ trên người cũng đều bị treo ở đây rồi sau này cũng không phải lo thiếu mặt nạ sử dụng hắn khẽ thở dài rồi lại cười hắc hắc tay áo phất lên thu lại giá gỗ đồ vật công thâu cửu cất giữ thực sự rất nhiều nên hàn lập đành phải lựa chọn trước mấy loại đan dược gom tất cả vào một chỗ bắt đầu xem xét số lượng đan dược của công thâu cửu không ít hơn nữa phẩm cấp rất cao phần lớn hắn không nhận biết được có lẽ là đan dược cấp bậc thái ất. Dù vậy Hàn Lập cũng là một gã thiên đan sư, thông qua quan sát mùi vị cùng tính chất của đan dược, đại khái cũng có thể suy đoán được, những đan dược này chủ yếu là đan dược khôi phục chữa thương, có thể tăng tiến tu vi chỉ có hai loại. Mà trùng hợp trên bình ngọc cất giữ hai loại đan dược đều dán một tấm giấy bạc lá vàng, phía trên viết tục danh theo thứ tự là Ngọc Thanh Đan cùng Ất Uyển Đan. Nhưng làm cho hắn có chút tiếc nuối là bên trong hai bình ngọc Ngọc Thanh Đan cùng Ất Uyển Đan đều chỉ còn vẹn vẹn một viên bởi vì chất liệu lá vàng kia cũng có chút đặc thù nên hắn muốn cẩn thận tra xét một chút khi tay hắn vừa mới chạm vào bên trên lá vàng liền sáng lên quang mang từng ký tự màu vàng hiện ra giữa không trung ngọc dương tủy phong linh tử cửu diệp thù du hàn lập nhìn từng danh mục xuất hiện trong lòng đã hiểu rõ cái lá vàng này ghi chép chính là đan phương để luyện chế đan dược này để ý kỹ bên dưới hàn lập lại căn cứ tên thuốc dược tính đối chiếu với từng món linh dược của công thâu cửu thì phát hiện phần lớn vẫn còn tồn dư nhưng số lượng cũng không nhiều đã có đan phương thì cũng dễ rồi hàn lập vui vẻ nhếch miệng hiện lên một chút chậm rãi nói ra vừa nói xong hắn lại nâng hộp ngọc màu đen cuối cùng lên lập tức xé toạc phù lục màu vàng rán bên ngoài rồi mở ra nương theo nắp hộp mở ra là một mùi thuốc nồng nặc phả vào mặt hàn lập đưa mắt nhìn sang liền thấy một viên đan dược óng ánh trắng như ngọc nằm trong hộp mặt ngoài hiện ra ba đạo đường vân bên ngoài có sương mù bốc lên cách ba tắc phía trên đan dược ngưng tụ ra một đạo tường vân màu trắng. Đạo văn, Hàn Lập liếc mắt một cái đã nhận ra ba đạo kim văn kia, không nhịn được kinh ngạc kêu lên. Đan dược màu trắng này chính là một viên đạo đan tam phẩm ẩn chứa khí chi pháp tắc. Sự quý hiếm của đạo đan tất nhiên không cần phải nói cũng biết, muốn thành đan đều phải trải qua đan kiếp, vì vậy tỷ lệ thành đan rất thấp. Viên đạo đan tam phẩm trước mặt này tuyệt đối xứng đáng là một báu vật vô giá. Hàn Lập không nhịn được vui sướng, cầm trên tay xem đi xem lại, nhất quyết không chịu buông. Hơn nửa ngày sau, hắn mới khép lại hộp ngọc, dán phù lục lên thu vào. Thu lại đan dược, Hàn Lập trì hoãn một lúc lâu mới bắt đầu kiểm kê pháp bảo của công thâu cửu. Không biết có phải do đã tới cấp độ thái ất, nên gã không dựa quá nhiều vào pháp bảo như tu sĩ Kim Tiên, vì vậy vòng chữ vật của công thâu cửu có rất ít pháp bảo, chỉ có hai kiện hậu thiên tiên khí. Mấy cái pháp bảo đến một kiện cũng không có một món trong đó là cái chuông nhỏ phủ màu xanh dỉ đồng to cỡ lòng bàn tay thoạt nhìn như vừa mới đào từ dưới đất lên vẻ ngoài mục nát không chịu nổi vậy mà hàn lập với tu vi kim tiên muốn bóp nát nó lại không thể làm được trừ cái đó ra hắn còn phát hiện một điểm cổ quái khi cái chuông này treo ở không trung hắn lấy bất cứ vật gì đánh vào thân chuông nhưng thủy chung không phát ra nửa điểm âm thanh vì vậy đến cuối cùng hắn cũng không biết được cách khu xử chân chính bảo vật này một món tiên khí khác là thanh chiến đao màu đen tạo hình cổ quái, dài khoảng 5 thước, thân đao cùng chuôi đao chia đều làm hai nửa, bên trên khắc đầy đồ văn lôi vân phong cách cổ xưa. Ngay từ đầu, Hàn Lập đã quán chú tiên linh lực vào trong, bên trên chiến đao cổ quái rung động mãnh liệt không ngừng, tất cả đồ văn lôi vân đều chuyển thành màu vàng óng ánh, trong đó bắt đầu xuất hiện những tia điện màu vàng lấp lẽ, sinh ra từng đợt lôi đình chi lực. Sau đó, khi hắn quán chú vào lực lượng lôi bằng ở trong cơ thể cùng tịch tà thần lôi trong thanh trúc phong vân kiếm, thì chiến đao lại càng rung động lắc lư nhiều hơn, đồ văn lôi vân cũng chấp sáng, có dấu hiệu bài xích. Tâm niệm hàn lập khẽ động, gọi giải đạo nhân ra ngoài. Vừa mới hiện thân, ánh mắt giải đạo nhân khẽ lướt qua chiến lợi phẩm chưa thu hồi trên mặt đất, rồi không nhìn nữa. Hàn đạo hiểu, giọng điệu gã bình tĩnh mở miệng nói. Thấy vậy, ánh mắt hàn lập chấp lên nói, lúc trước chém giết một trận thu hoạch cũng không ít, cây chiến đao lôi vân này là một trong số đó. Giải đạo hiểu vừa vặn am hiểu lôi pháp, không bằng thử một lần, nhìn xem có thích hợp không. Giải đạo nhân không vội vã trả lời, ánh mắt nhìn lướt qua chiến đao, vẻ mặt cũng hơi đổi. Làm sao vậy, có gì không ổn sao? Hàn lập thấy vậy liền hỏi, nếu ta nhìn không lầm, đao này tên là Trảm Đình, chính là một thanh thần binh tiếng tăm lừng lẫy ở hắc thổ tiên vực. Ánh mắt giải đạo nhân không rời chiến đao, chậm rãi nói ra. Hắc thổ tiên vực, xem ra trí nhớ đạo hữu tựa hồ khôi phục không ít nhỉ. Hàn lập hơi nhíu mày, nói ra. Từ lúc đi vào Bắc Hàn tiên vực, một ít đoạn ngắn ký ức lại thoáng hiện lên. Gần đây lại càng thường xuyên hơn, ta dần dần sâu chuỗi lại những đoạn ngắn khó hiểu này, nên đã biết nhiều chuyện hơn. Giải đạo nhân không phủ nhận đáp lại, không sao, ta cũng không để ý việc này. Ngươi có thể nhận ra đau này, cũng coi như có duyên với nó, thanh chiến đao chảm đình này liền tặng cho ngươi. Hàn lập cười cười, nói ra, chương 516, chỉ có vào chứ không ra. Có câu vô công bất thụ lộc, ta không thể nhận, Ánh mắt giải đạo nhân chậm rãi rời khỏi thanh đao chảm đình, lạnh nhạt nói. Giải đạo hiểu, đoạn đường từ linh giới lên tiên giới, người giúp ta không ít, tuy là khế ước sở định, nhưng đó là công lao giúp đỡ. Huống hồ, ngày sau chỉ sợ cũng không thiếu sự tình cần ngươi ra tay làm, có đao này phụ trợ, chiến lực của ngươi cũng sẽ tăng lên không ít, với ta lại là chuyện tốt. Hàn lập biết rõ tính nét giải đạo nhân, cũng không phật ý, mở miệng nói. Cũng tốt, sau khi giải đạo nhân nghe xong, trần chờ suy nghĩ, gật đầu nói. Dứt lời, gã liền nhận lấy chiến đao, hai tay nắm ở chuôi đao, trong mắt sáng lên một tia kim sắc điện mang. Theo một hồi tiếng vang xoẹt, trên chiến đao màu đen, tất cả đồ văn lôi vân đồng thời tách ra kim quang chói mắt, tầng tầng lớp lớp kim sắc lôi điện tăng vọt ra, uy thế so với lúc Hàn Lập thử nghiệm mạnh hơn không biết gấp bao nhiêu lần. Hôm nay được tặng, ngày khác tất báo, giải đạo nhân thử nghiệm một chút, sau đó thu chiến đao vào, mở miệng nói. Hàn Lập gật đầu cười, không nói gì nữa hắc thổ tiên vực chẳng lẽ chủ nhân giải đạo nhân trước kia là người hắc thổ tiên vực thu hồi giải đạo nhân trong lòng của hắn nổi lên một ít nghi ngờ suy tư một lát hàn lập lại bắt đầu kiểm kê những vật khác lúc này ánh mắt của hắn đã rơi vào trên một bạch ngọc tỳ hưu nho nhỏ xem ra tỳ hưu này giống vật bình thường mà người thế tục yêu thích vuốt ve mặt ngoài có màu hơi vàng hiện ra vẻ sáng bóng ôn nhuận ngươi mau hiện thân hay để cho ta đánh ngươi hiện nguyên hình hàn lập đưa mắt nhìn xuống nó trong mắt hiện lên một tia lam mang cười nói hắn nói xong tỳ hưu vẫn như trước lẳng lặng nằm sấp tại chỗ giống như một kiện vật chết ngươi chưa thấy quan tài chưa đổ lệ vậy cũng đừng trách ta hạ thủ vô tình à. hai mắt hàn lập hơi nhíu lại thanh âm lại lạnh thêm vài phần ước chừng hai hơi thở sau cuối cùng bạch ngọc tỳ hưu bỗng nhúc nhích trên người bỗng nhiên sáng lên oánh quang thân hình cấp tốc biến lớn hóa thành một đầu cửa thú màu trắng to cỡ căn phòng chỉ là kim tiên cũng dám bạch ngọc tỳ hưu há miệng lớn nói ra tiếng người kết quả nó còn chưa nói hết lời liền cứng họng ngay tại chỗ bốn phía cái cổ của nó chẳng biết ba chuôi thanh trúc phong vân kiếm hiện ra từ lúc nào mũi kiếm trực chỉ cổ họng nó lóe ra kim sắc điện quang hiển nhiên chỉ cần bạch ngọc tỳ hưu này hơi nhúc nhích ba chuôi kiếm sắc bén sẽ chém hạ đầu lâu của nó xuống ai ngươi nói xem thực là chém chém giết giết thật không có ý nghĩa chúng ta vẫn là nên ngồi xuống tâm sự trong khi nói chuyện thân hình bạch ngọc tỳ hưu cấp tốc thu nhỏ lại hóa thành một con vật to cỡ loài chó nằm sấp trước người hàn lập ừ ừ nói ba chuôi thanh trúc phong vân kiếm như ảnh vì hình vẫn vây quanh nó như trước uy thế không giảm chút nào ngươi hẳn là linh sủng do công thâu cửu nuôi dưỡng a à. nhìn khí thức trên người của ngươi cũng không kém lúc trước thời điểm chúng ta giao chiến với công thâu cửu vì sao không thấy ngươi ra tay giúp hắn thân sắc hàn lập không chút thay đổi chậm rãi hỏi phi tiểu gia ta đây là man hoang chân linh, hắn nuôi dưỡng ta. Hắn, hắn có tư cách gì bắt ta làm linh sủng, hắn bất quá là ỉ vào sống lâu, tu vi cao, bắt ép ta đi theo hắn mà thôi. Lập tức Bạch Ngọc tì hưu giận tím mặt nói, trả lời vấn đề ta hỏi trước đã, vì sao lại không ra tay. Sắc mặt Hàn lập phát lạnh, nói ra, còn vì cái gì, bởi vì ta ra tay cũng đánh không lại các ngươi chứ sao. Các ngươi một tên sử dụng thời gian pháp tắc, một tên sử dụng luân hồi pháp tắc, còn có một lão quái vật nhìn không ra sâu cạn chính công thâu cửu ngu dốt chẳng lẽ ta lại theo hắn chịu chết bạch ngọc tỳ hưu hầm hực nói ngươi không ra tay giúp hắn chẳng lẽ hắn không có biện pháp hạn chế kéo ngươi xuống nước hàn lập hoài nghi hỏi hắn ngược lại là muốn nha hắc hắc nhưng hắn lại làm không được chỉ cần ta không chịu ký kết khế ước với hắn hắn ngoại trừ trực tiếp giết chết ta cũng không thể ước chế ta bạch ngọc tỳ hưu có chút dương dương tự đắc nói không có bộ dạng ngươi bây giờ chẳng lẽ không phải bị hắn dùng bí pháp cấm cố hay sao? Nếu không với thân thể chân linh của ngươi, tại sao lại hóa thành một kiện đồ vật nho nhỏ, bị chứa trong túi chữ vật, muốn chạy trốn cũng trốn không thoát? Lông mày hàn lập nhíu lại, cười hỏi, đúng vậy, đúng vậy bởi vì, Bạch Ngọc Tì Hưu nghe vậy, có chút cả lâm nói. Nói chơi vậy thôi, người cuối cùng có năng lực gì, lại làm cho hắn lau mắt nhìn, lại không thiết lập tử cấm trên người ngươi. Hàn lập chuyển chủ đề hỏi nói thật với ngươi tiểu gia ta có một thiên phú đó là có thể tìm kiếm tài vật tám phương những năm gần đây kiếm cho lão thất phu công thâu cửu kia không ít của cải cho nên hắn mới không giết ta bạch ngọc tỳ hưu khẽ lắc đầu nói ra nếu không chịu nói thật ta cũng không ngại giết ngươi dù sao chân linh chi huyết của ngươi vẫn có tác dụng với ta đấy ánh mắt hàn lập khẽ liếc không có hảo ý nhìn qua tỳ hưu nói ra ai ai đừng nhân tộc các ngươi tại sao tên nào cũng đều giảo hoạt như thế Tiểu gia ta đây hoàn toàn chính xác tài vận không tệ, có thể giúp ngươi phát hiện một ít thiên địa linh bảo che giấu kín kẽ. Hơn nữa theo thực lực ta tăng lên, thiên phú này còn có thể tiến cảnh theo. Bạch Ngọc Tì Hưu cả kinh nhanh chóng nói ra. A, à, điểm này về sau có rất nhiều thời gian để kiểm chứng. Chỉ nói vậy thôi, có muốn ký kết chân linh khí ước với ta, hay là cung cấp chân linh huyết mạch cho ta? Hàn Lập nghe vậy, gật đầu nhẹ nói ra. Tiểu gia ta đây có thể chọn sao? bất quá nhìn ngươi lại thuận mắt hơn nhiều so với lão thất phu công thâu cửu kia. Bạch Ngọc tì hưu nhìn nhìn mũi kiếm lơ lửng bên cạnh, cùng thời gian linh vực bao phủ bốn phía, hết lời cười hề hề nói. Hàn lập thấy vậy, khóe miệng nhếch lên một chút đường cong, tay kia nhấc lên, ngón tay điểm tới mi tâm Bạch Ngọc tì hưu. Sau khi ký kết khế ước, Bạch Ngọc tì hưu chủ động mở miệng nói ra. Chủ nhân, hiện tại chúng ta coi như là cột vào trên một chiếc thuyền rồi, ta nhắc nhở ngươi một câu, trước tiên hãy hủy cái kia đi. Hàn Lập nhìn theo hướng nó chỉ, thấy được một cái mâm tròn chạm rỗng ánh vàng rực rỡ, trong nội tâm khẽ động, mở miệng hỏi. Đó là vật gì? Là đồ vật liên hệ giữa lão thất phu công thâu cửu cùng giám sát sứ, tuần tra sứ thiên đình khác. Có vật ấy ở đây, một khi thiên đình biết rõ công thâu cửu gặp chuyện không may, sẽ men theo vật ấy tìm đến. Bạch Ngọc Tì Hưu giải thích, Hàn Lập thò tay chảo một cái, hút mâm tròn chạm rỗng vào trong tay, cẩn thận đánh giá. Sau một lát, sắc mặt hắn bỗng nhiên phát lạnh, lạnh giọng hỏi, một khi cưỡng ép tổn hại vật ấy, chỉ sợ thiên đình bên kia sẽ lập tức biết được, người lại muốn ta phá hủy nó, là dụng ý gì? Sử dụng thuật pháp bình thường phá hủy, tự nhiên là kết quả này. Bất quá giao cho ta làm, từ nay về sau sẽ không có hậu hoạn. Yên tâm đi, hôm nay chúng ta đã ký kết khế ước, nếu như người chết, tiểu gia ta lại có kết cục tốt đẹp gì chứ? Bạch Ngọc Tỳ Hưu tức giận nói, Hàn Lập nghe vậy, bán tín bán nghi đưa mâm tròn tới. Kết quả là Bạch Ngọc Tỳ Hưu há miệng khẽ cắn, trực tiếp nuốt ngon lành mâm tròn chạm rỗng vào trong bụng. Trời sinh ta không có hậu môn, trong bụng tự thành một khoảng thiên địa, đảm bảo chỉ có vào chứ không có ra. Pháp bàn truyền tin này tiến vào bụng của ta, vậy là tuyệt đối ngăn cách với phiến thiên địa này rồi, bất luận kẻ nào cũng đừng nghĩ sẽ tìm ra tung tích của nó. Bạch Ngọc Tỳ Hưu nuốt xoạch một cái, tự đắc nói ra. Cái bụng của ngươi quả thực chính là nơi giết người diệt khẩu, hủy thi diệt tích á? cái này mới chính thức là thiên phú của ngươi a à. sắc mặt hàn lập lóe lên dị sắc trêu chọc nói ngươi cũng đừng nghĩ đến việc đem mấy thứ đổ bẩn ném vào trong bụng ta tiểu gia ta đây sẽ không ăn những thứ không phải là pháp bảo linh vật đâu bạch ngọc tỳ hưu nghe vậy biết mình đã lỡ lời trước mặt người này sững sờ chốc lát sau đó có chút ảo não kêu lên hàn lập thấy thế lúc này mới lộ ra vẻ vui vẻ tiếp tục kiểm kê di vật công thâu cửu bạch ngọc tỳ hưu vậy mà lại thông thuộc tài bảo công thâu cửu như lòng bàn tay cùng kiểm kê với hắn ngược lại là giúp đỡ rất lớn a về sau số lượng linh tài linh dược cũng không ít phẩm cấp càng cao làm cho người ta sợ hãi thán phục còn có một bộ địa đồ tiên giới không còn nguyên vẹn trong đó bao gồm không ít khu vực bắc hàn tiên vực mà ở trong này đúng là ngoài ý muốn của hàn lập bên trong lại có hai kiện ẩn chứa thời gian pháp tắc chi lực một trong số đó là một vật hình tròn như trái cây mặt ngoài sinh ra rậm rạp chằng chịt điểm nhỏ kim sắc còn vật kia là một thanh thủy thủ lớn gần một xích trên mặt khắc phù văn hồi hình. Mặt trời dần dần ngả về phía tây, sắc trời đã trở nên mờ nhạt, gần trạng vạng tối. Hàn lập kiểm kê chiến lợi phẩm, bất chi bất giác đã qua hơn nửa ngày. Hắn duỗi cái lưng mệt mỏi, thở dài một cái, giống như một vị tài chủ, mặt lộ ra vẻ thỏa mãn. Một lát sau, tay hắn vung lên, một đạo kim quang quay tít một vòng, rơi trên mặt đất. Một nữ đồng trắng nõn 89 tuổi từ trong hiển hiện ra, bước chân lảo đảo một cái, co quắp đặt mông ngồi trên mặt đất hàn lập vội vàng nhìn tới chỉ thấy trên khuôn mặt nhỏ nhắn hồng hào của nàng có một bím tóc nhỏ sáng ngời không ngừng hai mí mắt rũ xuống ngáp mấy cái liền bộ dạng chưa tỉnh ngủ đại thúc ta đang ngủ lại ầm ý thật sự là phiền chết được kim đồng xoa xoa cặp mắt nhập nhèm buồn ngủ lại căn bản không có ý mở mắt ra trong miệng bất mãn lẩm bẩm khoan ngủ ăn một chút đi hàn lập vừa cười vừa nói ăn cái gì kim đồng nghe có đồ ăn hai mắt mới miễn cưỡng mở ra một cái khe hở vẫn híp nửa mắt nói ra. Tự mình nhìn đi, Hàn Lập nói xong vung tay áo lên, 17-18 kiện pháp bảo lóe lên hào quang, mang theo từng trận chấn động linh lực mãnh liệt, xuất hiện ở trên mặt đất, trong đó còn có cả những cột đá màu trắng mà Kim Đồng ăn chưa hết lúc trước. Oa, wow, nhiều như vậy, hai mắt Kim Đồng tỏa sáng, lần này xem như triệt để tỉnh táo lại rồi. Thân hình nàng lóe lên, từ trong rừng xẹt qua một đạo phản ảnh, đã tới trước những pháp bảo này. Chỉ thấy toàn thân nàng ôm lấy một cây cột đá vỗ vỗ nó, mặt tràn đầy vẻ mừng rỡ. Đúng lúc này, nàng đột nhiên như nghĩ đến cái gì, lập tức sắc mặt trầm xuống, tràn đầy vẻ hoài nghi nhìn về phía Hàn Lập. Làm sao vậy? Hàn Lập thấy nàng nhìn chằm chằm mình, xem ra có chút đứng ngồi không yên, mở miệng hỏi. chương 517, xác minh, đại thúc, có phải ngươi lén lút sau lưng ta giấu hết bảo vật? Mấy món này đều là đồ thừa lại, có phải không? Khuôn mặt nhỏ nhắn của kim đồng nhíu chặt, bất mãn kêu lên thấy ngươi sau khi gặm hết lò đan ngủ say như vậy ta không nỡ đánh thức. Hàn lập sờ sờ mũi, tỉnh bơ nói, kim đồng nghe xong chu môi phùng má, tất nhiên không chấp nhận được câu trả lời của hắn. Bạch Ngọc Tỳ Hưu đang nằm một bên thấy cảnh này, trong mắt quay tít một vòng, tỏ vẻ ngạc nhiên. Vòng chữ vật này ta để dành cho ngươi, mặc kệ bên trong có thứ gì đều của ngươi hết. Hàn lập nhấc tay lấy ra một vòng chữ vật đưa cho Kim Đồng. Chủ nhân trước của vòng chữ vật này chính là Tề Thiên Tiêu, gã tông chủ từng giao thủ với kim đồng kim đồng nghe thế bán tín bán nghi nhận lấy vòng tay sau khi nhìn vào trong khuôn mặt nhỏ nhắn liền giãn ra không giấu được vẻ vui mừng cuối cùng vẫn là đại thúc tốt nhất kim đồng nhanh nhẹn đeo vòng chữ vật lên tay cũng thu hết tất cả số pháp bảo còn lại trên mặt đất vào hàn lập im lặng nhìn khẽ mỉm cười bạch ngọc tỳ hưu càng xem càng thấy ủy khuất cùng là thú với nhau mà bị đối xử khác biệt đến thế quả thật muốn tức chết nó chán trường nằm bẹp xuống một bên tâm tình kim đồng thoải mái lúc này mới để ý thấy còn có một con tì hưu mày rậm mắt to đang nằm sấp bên cạnh nó liền nhảy nhót đi tới gần giơ tay vỗ lên đầu tì hưu một cái thích thú nói đại thúc con chó vườn này từ đâu ra thế ta ăn có được không nó mới mở miệng đã làm bạch ngọc tì hưu ngạc nhiên với tức giận gần chết gào lên mắng tiểu nha đầu nhà ngươi nói cái gì đó tiểu ra đây là man hoang chân linh dám trước mặt bản tiên nữ tự xưng là tiểu ra ánh mắt của kim đồng bỗng trở nên lạnh lẽo khóe miệng nhếch lên lộ ra hai hàm răng nhỏ dày đặc sắc nhọn. Bạch Ngọc Tỳ Hưu nhìn vào đó không hiểu sao thấy lạnh hết cả người. Nhưng mà hôm nay quả thật uất ức lắm rồi, nó không thể để một tiểu nha đầu cũng muốn là trèo lên đầu mình được. Nhìn tiểu ra thu thập ngươi, Bạch Ngọc Tỳ Hưu há miệng đỏ lòm, rồi biến thân to bằng căn phòng. Há há, Kim Đồng nhếch miệng cười một tiếng, trên người hào quang màu vàng cũng sáng lên. Hàn Lập thấy thế, há miệng không biết nói gì, yên lặng quay người, mắt mù tai điếc lủi về phía xa ước chừng nửa khắc sau sau một loạt náo động đảo nhỏ lại trở nên yên tĩnh đi thôi chúng ta quay về ô mông đảo hàn lập sau khi xóa mọi dấu tích của bản thân còn lưu lại trên đảo liền mở miệng nói suốt lời hắn vung tay lấy ra bộ bích ngọc phi xa vốn của công thâu cửu rồi nhanh chóng nhảy lên được rồi xuất phát kim đồng hào hứng kêu lớn nó đang cưỡi lên một con tỳ hưu màu trắng như tuyết khuôn mặt tỳ hưu nhìn chán nản như sắp chết bi quan chán trường thảm thương hết chỗ nói tiểu bạch còn không đi, thấy tỷ hưu không có phản ứng gì, kim đồng liền kẹp chặt hai chân trách mắng. Bạch ngọc tỷ hưu phân uất gào lên một tiếng, quang mang quanh người sáng lên chờ kim đồng nhảy lên phi xa. Phi xa hóa thành một đạo lưu quang lao đi, trong nháy mắt biến mất cuối chân trời. Mấy ngày sau, trên không trung một hải đảo hiện ra trùng sáng xanh biếc giống như dịch chuyển tức thời lao đến, phía sau còn kéo theo những đạo tàn ảnh, mấy hơi thở sau mới tiêu tán. Ánh sáng màu xanh thu liếm, hiện ra một cỗ bích ngọc phi xa, Hàn Lập đang đứng phía trên. Hắn nhìn phi xa dưới chân, ánh mắt không giấu được vẻ tán thưởng. Chiếc bích ngọc phi xa này không hổ là tiên khí phi hành của công thâu cửu, tu sĩ thái ất cảnh. Tốc độ cực nhanh, nếu so với thanh diên phi xa của hắn còn nhanh hơn gấp mấy lần. Mà cũng bởi vì tốc độ của phi xa này quá nhanh nên hắn chưa thể hoàn toàn không chế, khiến lúc dừng lại còn chưa thuận tay, trôi chảy. Kim đồng lúc này nằm ngửa phơi bụng trên phi xa, miệng ngáy o o, bạch ngọc tì hưu thì vẫn bộ dáng ủ rũ, trao mày lùi thủi trốn ra một góc. Hàn lập nhìn kim đồng, ánh mắt chấp lên, mấy ngày nay nó lại ăn không ít linh bảo, rồi buồn ngủ, khí tức trên thân lên xuống bất định, chậm rãi tăng cường, hình như có dấu hiệu đột phá. Hàn lập cảm nhận được ba động khí tức trên thân kim đồng, trong mắt lóe lên vẻ vui mừng. Thực lực của kim đồng hôm nay đã cực kỳ mạnh mẽ, nếu thực sự một đấu một mà không dùng đến thời gian pháp tắc, mặc dù hắn cũng có một vài biện pháp khắc chế nhưng cũng không nắm chắc phần thắng. Nếu nó lại đột phá, tất nhiên càng có thể hỗ trợ hắn nhiều hơn. Hàn lập do dự một chút rồi phất tay thu kim đồng vào linh thú đại. Mặc dù kim đồng không thích ở trong đó nhưng nó đang sắp đột phá, ở ngoài quả thực không tiện. Tì hưu thấy cảnh này, vươn chân đứng lên, ngươi cũng vào trong linh thú đại nghỉ ngươi đi, đây là vài món linh bảo cho ngươi khôi phục thực lực. Không chờ tì hưu mở miệng, hàn lập phung tay lên thu nó vào một linh thú đại khác, đồng thời tiện tay ném vào trong một số linh bảo không dùng đến. Làm xong mấy việc này hắn mới nhìn xuống hải vực phía dưới, lông mày nhăn lại. Vùng biển này trước kia là bãi chiến trường của Hắc Phong đảo cùng Thanh Vũ đảo, nhưng bây giờ lại yên tĩnh lạ thường. Mấy ngày hôm nay hắn đã bay qua mấy chỗ hải đảo, cũng không thấy bóng dáng tu sĩ Hắc Phong đảo và Thanh Vũ đảo đâu. Hắn suy nghĩ một chút liền hiểu ra vấn đề, vốn cuộc chiến giữa Hắc Phong đảo và Thanh Vũ đảo là do Bắc Hàn Tiên cung với Luân Hồi Điện vì tranh chấp cửa vào tiên phủ mà đứng sau giật dây. Giờ này việc Minh Hàn Tiên phủ cũng đã xong, thì cuộc chiến giữa hai đảo tự nhiên không cần phải tiếp diễn. Hắc phong hải vực có thể trở lại ổn định như xưa cũng là chuyện tốt, đối với ô mông đảo cũng có lợi. Hàn lập đứng suy nghĩ một chút rồi đánh ra một đạo pháp quyết. Phi sa màu xanh biết lóe lên, hóa thành một đạo tàn ảnh lao về phía trước, trong nháy mắt biến mất không còn tâm tích. Lại bay thêm mấy ngày, cuối cùng cũng đã thấy ô mông đảo ở phía xa xa. Nhưng ngay lúc này, Hàn lập khẽ nhíu mày, thân hình dừng lại, nhìn về phía bên trái, trong mắt lóe lên vẻ nghi ngờ hắn chuyển mình bay về phía đó lát sau dừng lại trên một hải đảo đảo này diện tích không lớn so với ô mông đảo nhỏ hơn nhiều hình dáng đảo hẹp dài như lá liễu phía trên thảm thực vật thưa thớt khắp nơi toàn là nham thạch màu xám trắng hàn lập nhìn hải đảo phía dưới trên mặt lộ ra vẻ cổ quái đảo này chính là đảo của hàn khâu hàn tinh tộc bây giờ đã thuộc về ô mông đảo trên đảo giờ này có một tầng cấm chế màu xanh nước biển bao phủ cả đảo nhỏ hàn lập nhìn bốn phía trong lòng khẽ động trong đầu hắn hiện ra tình cảnh lúc ở trong nguyệt hoa cung khi thôi động trưởng thiên bình khiến thần hồn xuyên qua thời gian quay về quá khứ lúc đó chính là ở chỗ này nhưng tuy là cùng hòn đảo hình lá liễu nhưng đến bây giờ vẫn có điểm khác nhau chẳng lẽ ánh mắt của hắn chợt sáng lên thân hình bay vụt xuống chui vào một chỗ mặt biển gần hòn đảo hướng về một góc kín đáo dưới đáy biển bay tới chả mấy chốc đã đến nơi hàn lập nhìn xung quanh thần thức tỏa ra rất nhanh sau đó hắn dường như phát hiện ra điều gì bay về phía trước đến chỗ có một tảng đá dung nham to lớn phất tay đánh ra một đạo kiếm khí âm một tiếng cự nham nổ tung thành một cái động hàn lập thò tay vào trong lấy ra một vật hình tròn phía trên dính đầy bùn đất nhưng vẫn nhận ra là một vòng chữ vật màu xanh biếc quả nhiên hắn nhìn chiếc vòng trong tay trên mặt tươi cười lẩm bẩm nói vòng chữ vật này chính là của kim hải lúc thần hồn hắn nhập vào nguyên anh của y đã giấu vào vùng biển này có vật này làm chứng Hắn bây giờ đã xác định được thời điểm thần hồn hắn nhập vào nguyên anh của Kim Hải là quay về quá khứ, ngay thời điểm Minh Hàn Tiên cung bị diệt. Hắn lật tay lấy ra Trường Thiên Bình, nhẹ nhàng vuốt ve, trầm mặc. Trường Thiên Bình có năng lực nuôi dưỡng thúc đẩy linh thảo đã khiến hắn rung động không thôi, bây giờ còn có khả năng đưa thần hồn xuyên về quá khứ, quả thật không biết nói gì cho phải. Như vậy, lần thần hồn nhập vào thân thể lão đạo lăng Vân Tử khả năng cao cũng là chuyện ở quá khứ. Nhưng chính xác đó là thời điểm nào thì hiện tại hắn không xác định được đành để sau này có cơ hội thì tìm hiểu còn lần trước thấy vị tăng nhân tai to giảng đạo cho năm người đệ tử đến hôm nay vẫn khắc sâu vào tâm trí hắn cảm giác rõ ràng như trước mắt nhưng với tình huống lúc đó hắn vẫn còn rất mơ hồ cũng không biết cuối cùng tu vi của đối phương là gì nhưng chắc chắn một điều là cao thâm vời vợi nếu không cũng không khiến hắn chỉ cần nghe mấy câu tu vi đã tiến bộ thần tốc như thế hàn lập lấy lại bình tĩnh thu bình nhỏ vào trường thiên bình đến cùng có bao nhiêu thần thông lúc này đây hắn cũng không xác định được nó thần bí và huyền diệu thế này còn vượt xa những gì hắn từng nghĩ, thôi thì dần dần tìm hiểu. Tay phải hắn vung lên, một đoàn ánh sáng xanh lan ra ngăn cách nước biển, đáy biển xuất hiện một khoảng trống. Hàn lập cầm vòng tay chữ vật đổ ra, ao ao, một tiếng, trên mặt đất hiện ra một đống đồ vật, bao gồm tiên nguyên thạch, linh bảo, đan dược và điển thích. Năm đó hắn cũng đã xem lướt qua túi chữ vật nhưng thời gian quá cấp bách nên chưa xem kỹ càng được. Lúc này sau khi xem xét một lượt, hắn không khỏi vui mừng. Tiên nguyên thạch có không ít, chừng 5 6 vạn khối, tuy rằng thân gia của hắn hiện tại rất phong phú nhưng đây cũng là một khoản lớn mà người khác nằm mơ cũng không được. Về phần những linh bảo kia tất cả đều là phi kiếm, số lượng không ít, khoảng 6 70 cái, phẩm chất khá cao. Ngoài trừ một vài cái, còn lại tất cả phi kiếm đều có màu lam nhạt, kiểu dáng giống nhau như đúc, tất nhiên là một bộ phi kiếm. Hàn Lập kiểm đếm kỹ càng, bộ phi kiếm này giống với thanh trúc phong vân kiếm, đều có 72 chuôi. Trên thân kiếm tản mát ra từng luồng chấn động tinh quang chi lực. Là một bộ phi kiếm thuộc tính tinh thần vô cùng hiếm thấy. Hàn Lập đánh giá những phi kiếm này vài lần mới rời ánh mắt đi. 72 thanh phi kiếm này mặc dù phẩm chất rất cao, là linh bảo đỉnh phong, khoảng cách đạt tới tiên khí chỉ cách một sợi chỉ nhỏ, nhưng nếu so sánh với thanh trúc phong vân kiếm thì còn kém quá nhiều, không đáng cho hắn chú ý. Chương 518: Tinh Hà kiếm trận, ngoại trừ 72 chuôi phi kiếm tinh thần trên mặt đất còn có ba thanh trường kiếm một trắng một đen một lục ba thanh trường kiếm này thình lình đều là cấp bậc tiên khí chưa thúc giục đã tán phát ra trận trận chấn động pháp tắc hàn lập cầm chuôi trường kiếm màu trắng lên toàn thân kiếm này là xương trắng tuy cũng thẳng nhưng trên thân kiếm cũng hơi cong giống như là dùng xương yêu thú nào đó luyện chế thành hắn phất tay lên lập tức cốt kiếm sáng ngời xung quanh nổi lên từng trận âm phong màu trắng lượn lờ cả chuôi kiếm tản mát ra một cỗ âm hàn chi khí rét thấu xương Lấy thân thể cứng rắn của Hàn Lập cũng không khỏi run nhẹ một cái, nhưng nước biển chung quanh cũng không có đông lại. Nhãn tình hắn sáng lên, pháp tắc ẩn chứa bên trong cốt kiếm màu trắng này tựa hồ chỉ có tác dụng đối với thân thể, như vậy có chút thần kỳ, có thể dùng để đối phó với một ít tu sĩ có thân thể cường đại. Hàn Lập đặt bạch cốt kiếm một bên, cầm chuôi tiên kiếm màu đen lên. Toàn thân kiếm này đen kịt, ngắn hơn rất nhiều so với tiên kiếm bình thường, chỉ dài hơn một thước, hơn nữa thân kiếm dài nhỏ, mơ hồ có một đường chỉ màu xanh thấm khác ở trên. Đồng tử Hàn Lập chợt co rụt lại, ngón tay sượt qua lưỡi nhuyễn kiếm màu đen. Lập tức tay hắn hơi đau nhức, đầu ngón tay bị kéo lên một đạo vết thương, miệng vết thương có màu đen kịt, hơn nữa nhanh chóng hư thối, đồng thời lan nhanh ra chung quanh. Thật là kịch độc lợi hại, ánh mắt Hàn Lập lộ ra một tia tán thưởng, hắn lầm bầm một câu, đồng thời đầu ngón tay hiện ra một đoàn kim quang, tốc độ lan tràn kịch độc màu đen trên ngón tay lập tức đại giảm, miệng vết thương ẩn chứa một tia pháp tắc kịch độc cũng bị ép ra. Miệng vết thương đen kịt lập tức giảm đi, mấy hơi thở sau biến mất vô tung, ngón tay khôi phục nguyên trạng. Hắn buông thanh nguyễn kiếm màu đen xuống, nhìn về phía thanh tiên kiếm cuối cùng. Toàn thân kiếm này có màu xanh sẫm, cao chừng một người, rõ ràng là một thanh trọng kiếm, mũi kiếm có dạng gợn sóng, tản ra trận trận hào quang rét lạnh. Trong ba chuôi tiên kiếm, kiếm này ẩn chứa lực lượng pháp tắc khổng lồ nhất, không kém hơn bất luận kiện tiên khí nào trên người công thâu cửu hay phong thiên đô. Năm ngón tay Hàn Lập co lại, cầm chuôi kiếm này lên. Sau một khắc, sắc mặt hắn hơi đổi, kiếm này ngoài dự đoán lại nặng vô cùng, mặc dù còn lâu mới so được với trọng thủy chân luân, nhưng nếu tu sĩ có lực lượng thân thể kém một chút, đừng nói là tế luyện sử dụng, dù là nhấc lên cũng chưa chắc làm được. Đang cân nhắc, cánh tay Hàn Lập khẽ động, trọng kiếm màu xanh sẫm lập tức hóa thành một mảnh kiếm ảnh lục sắc mơ hồ một cỗ chấn động pháp tắc cường đại từ trong bóng kiếm lục sắc tràn ra cỗ lực lượng pháp tắc này thình lình đúng là hủy diệt pháp tắc tay hàn lập khẽ động lục sắc kiếm ảnh lập tức co rụt lại mãnh liệt ngừng tụ thành một cột sáng lục sắc chém tới mặt đất đáy biển ở phía xa xa phần phật một tiếng mặt đất dưới đáy biển liền một khối lập tức bị một kiếm chém rách mở ra một khe hở cực lớn dài hơn 10 dặm rộng trăm trượng toàn bộ đáy biển lắc lư kịch liệt giống như xảy ra địa chấn hàn tinh đảo phía xa cũng lắc lư ù ù một hồi lâu mới khôi phục lại. Trong mắt Hàn Lập hiện lên vẻ vui mừng, kiếm này còn chưa tế luyện, vừa rồi hắn cũng không vận lực, chỉ thúc giục uy năng của nó mà đã lợi hại như thế, và lại lực lượng pháp tắc ẩn chứa là một cỗ lực lượng phá hủy cường đại. Vừa rồi nếu hắn ra tay toàn lực, chỉ sợ dễ dàng làm cho đáy biển trong vòng ngàn dặm bị nghiền nát, hàn tinh đảo phía xa cũng không may mắn thoát khỏi. Vào thời khắc này, một tia thần thức từ trong hàn tinh đảo tán phát ra, khuếch tán ra chung quanh nhanh chóng, chính là gã tán tiên trấn giữ trên Hàn Tinh đảo. Bây giờ Hàn Lập cũng không muốn gặp mặt gã kia, tay nhấc lên, một cỗ gợn sóng màu xanh nhạt lập tức bao phủ bản thân và cả dấu vết mà thanh kiếm kia vừa mới tạo thành. Thần thức tán tiên kia dò xét phụ cận hòn đảo vài lần, không phát hiện gì khác thường nên quay trở về, không có xuất hiện nữa. Hàn Lập cũng không hủy bỏ gợn sóng màu xanh, vẫn để cho nó tiếp tục bao phủ. Hắn nhìn thoáng qua trọng kiếm màu xanh sẫm trong tay, gật đầu nhẹ, về sau đem tới cùng một chỗ với hai thanh kiếm kia rồi thu tất cả vào, xoay chuyển ánh mắt nhìn về phía những đan dược kia. Kiểm tra một hồi, khóe miệng Hàn Lập hiện ra vẻ tươi cười. Những đan dược, tài vật này so với chân tàng, đan dược trong chữ vật pháp khí của tiêu tấn Hàn, phong thiên đô không kém hơn chút nào, hơn phân nửa đều là các loại đan dược chữa thương, giải độc, vì thám hiểm mà chuẩn bị cực kỳ đầy đủ. Phân loại các loại đan dược xong rồi thu hồi, sau đó ánh mắt hắn lại nhìn về phía những đồ vật cuối cùng, hai quyển điển tịch ngọc sách, còn có một khối tơ lụa cổ quái hai quyển ngọc sách này, một quyển có màu vàng nhạt, quyển kia màu lam nhạt, và lại quyển sau dày hơn không ít so với quyển trước. Hắn lấy điển tịch màu vàng lên xem trước, nhanh chóng lật xem một lần. Bản điển tịch này ghi lại một môn công pháp tu luyện cao thâm tên là Hạo Nguyệt Kiếm Quyết, chính là một công pháp kiếm tu, nghe nói có thể tu luyện tới thái ất cảnh. Tuy rằng cùng tu kiếm, nhưng khác một trời một vực so với kiếm ý mà Hàn Lập tu luyện, bất quá trong đó có nhiều chỗ có thể tham khảo một chút. Hắn đặt cuốn điển tịch này xuống, lại cầm quyển điển tịch màu lam nhạt lên đọc lướt qua trong lòng khẽ động bản điển tịch này ghi chép các loại kiếm thuật tinh diệu đủ các loại nhiều như rừng cây có chừng gần nghìn loại mỗi một môn kiếm thuật đều tinh diệu vô cùng để cho hắn mở rộng tầm mắt những thứ kiếm thuật này không chỉ để giết người còn có chém giết tâm ma ma luyện tinh thần vân vân đủ loại diệu dụng ngoài ra còn có những thứ như ngự kiếm chi thuật tương kiếm chi thuật còn có luyện kiếm chi thuật phân vân nội dung khác nhau phong phú vô cùng Trước kia Hàn Lập tự nhận mình tinh thông kiếm thuật, nhưng bây giờ thấy ghi chép bên trong sách ngọc mới biết mình thật sự là ếch ngồi đáy giếng. Kiếm tu chi đạo thật sự minh mông vô bờ, những thứ hắn biết trước kia bất quá như chín châu mất một sợi lông. Hàn Lập dứt khoát khoanh chân ngồi xuống, say sưa đọc ngọc sách, rất nhanh đã xem qua nửa cuốn sách, lại xem tiếp một nửa của phần sau. Sắc mặt hắn vui vẻ, trong điển tịch của nửa bộ sau thình lình ghi lại các loại kiếm trận, so với kiếm thuật nửa bộ trước càng thêm huyền diệu. Cuồng xa lăng ảnh kiếm trận, miên nguyệt ánh hồn kiếm trận, tam tài quy nguyên kiếm trận, từng kiếm trận tinh diệu tuyệt luân trải ra trước mặt Hàn Lập, không chỉ dùng để giết địch, còn có kiếm trận vây khốn, kiếm trận phòng ngự, thậm chí còn có lấy kiếm khí kích thích huyệt khiếu trên thân thể, kiếm trận rèn luyện thân thể, vân. Vân, để cho Hàn Lập mở rộng tầm mắt, Hàn Lập nhanh chóng xem qua, rất nhanh xem đến điển tịch cuối cùng. Điển tịch cuối cùng cũng ghi lại một môn kiếm trận, hơn nữa độ dài không ít. Hắn nhìn mấy lần, trong miệng không khỏi ổ nhẹ lên một tiếng, ánh mắt ngưng tụ. Lúc đầu sắc mặt hắn coi như lạnh nhạt, nhưng thời gian trôi qua, dần dần trở nên nghiêm nghị, rồi hóa thành kinh hỉ. Trọn vẹn công phu một bữa cơm, lúc này Hàn Lập mới ngẩng đầu, ánh mắt chấp động không thôi. Bộ kiếm trận này tên là Đại Tinh Hà Kiếm Trận, tên như ý nghĩa, đây là một bộ kiếm trận tinh thần, cực kỳ phức tạp, chính là vô sinh đạo nhân kinh duyệt qua hầu hết kiếm trận của thiên hạ, rồi sau đó tìm hiểu biến hóa tinh hà minh mông, bỏ ra thời gian 10 vạn năm sáng chế kỳ trận tuyệt thế, chính là kiếm trận đỉnh phong của vô sinh kiếm tông, đủ giết địch mạnh hơn một hai tiểu cảnh giới. Thậm chí có thể nói, các loại kiếm thuật và kiếm trận phía trước làm cho người ta hoa mắt, tựa hồ cũng chỉ là tồn tại vì kiếm trận cuối cùng này, kiếm trận cuối cùng này chính là cả đám kia gộp lại mà ra. Muốn hình thành kiếm trận này, cần 72 thanh phi kiếm, hơn nữa phi kiếm phải ẩn chứa lực lượng tinh thần, phẩm chất cũng phải cực cao, nếu không căn bản không thể thừa nhận uy năng khổng lồ của kiếm trận này. Một khi kiếm trận thành hình, mỗi một chuôi phi kiếm đều sinh ra cộng hưởng với một ngôi sao trên bầu trời, tiếp dẫn lực lượng tinh thần xuống, sử dụng trong trận tựa như một đạo tinh hà sáng chói, có thể nói đã thoát ly phạm chủ pháp trận, có thể diễn hóa ra đại đạo thiên địa tự nhiên. Uy lực trận này tuy lớn, nhưng yêu cầu tu vi cũng không thấp, cần phải là tu sĩ thái ất cảnh, và lại người thi triển phải có lực lượng thần thức cường đại. Bất quá nếu chỉ có vẻn vẹn 36 thanh phi kiếm, cũng có thể thi triển bản kiếm trận thu gọn giống như tiểu tinh hà kiếm trận, và lại yêu cầu tu vi tiểu tinh hà kiếm trận cũng theo đó giảm xuống, tu sĩ kim tiên hậu kỳ có tiên linh lực thâm hậu, cũng có thể miễn cưỡng thi triển, tuyệt đối có thể quét ngang địch thủ cùng dai. Hàn lập chậm rãi thở ra một hơi, đè xuống kích động trong lòng. Hắn đọc bộ đại tinh hà kiếm trận này mà tim đập thình thịch. Cảnh giới kim tiên đã xem như hoàn hảo, một khi đã đến cảnh giới thái ất, thành tựu ngọc tiên thể, tranh lệch một tiểu cảnh giới giống như rãnh trời, muốn vượt qua giết địch cơ bản là không thể nào, trừ phi có pháp tắc tuyệt cường hoặc là tiên khí tương trợ. Bộ đại tinh hà kiếm trận này dám nói có thể giết người cao hơn một hai giai, thật không biết cuối cùng lợi hại như thế nào. Hàn lập nghĩ đến đây, rời ánh mắt nhìn về phía 72 chuôi phi kiếm màu lam nhạt bên kia, phất tay lấy ra một thanh, bấm tay gảy nhẹ trên thân kiếm. Phi kiếm màu lam lập tức rung động lắc lư vặn vẹo không thôi, giống như một linh xà, phát ra tiếng kiếm minh thanh thúy. Kim Hải kia luyện chế ra bộ phi kiếm tinh thần này, Hiển nhiên cũng là muốn tu luyện Đại tinh hà kiếm trận, chỉ là không biết năm đó gã có thành công hay không. Phẩm chất những phi kiếm tinh thần này mặc dù không tệ, nhưng chưa hẳn đạt đến yêu cầu Đại tinh hà kiếm trận. Bất quá muốn biết kết quả cũng không khó, tìm một cơ hội thi triển sẽ biết ngay. Tuy rằng trên điển tịch ghi chép, chỉ có tu vi đạt tới Kim Tiên hậu kỳ mới có thể miễn cưỡng thi triển tiểu tinh hà kiếm trận, nhưng tiên linh lực trong cơ thể hắn thâm hậu vượt xa so với Kim Tiên trung kỳ bình thường, chưa hẳn không thể thi triển kiếm trận này. Hàn lập thả phi kiếm trong tay ra, trên mặt hiện ra một tia trầm ngâm. Những phi kiếm tinh thần này mặc dù có thể thi triển tinh hà kiếm trận, nhưng hắn đoán chừng cũng chỉ miễn cưỡng thi triển mà thôi. Muốn thi triển ra uy năng chính thức đại tinh hà kiếm trận, phải luyện chế ra một bộ phi kiếm tinh thần khác mới được. Thanh trúc phong vân kiếm của hắn vừa đúng là 72 chuôi, độ cao phẩm chất hơn xa những phi kiếm tinh thần này, tuy rằng nó không ẩn chứa lực lượng tinh thần, bất quá cũng không phải là không có biện pháp cải biến. Bản điển tịch này ghi lại nhiều môn luyện kiếm chi thuật cao thâm, trong đó có một môn bí thuật tiếp dẫn lực lượng tinh thần, rèn luyện pháp trận phi kiếm, tên là Tinh đấu tụ linh trận. Bí thuật này có thể tiếp dẫn lực lượng tinh thần, đào thải tạp chất bên trong phi kiếm, đề cao phẩm chất phi kiếm, hơn nữa sau khi phi kiếm được bí thuật này rèn luyện, sẽ từ từ chuyển hóa thành thuộc tính ngôi sao. Đằng sau bí thuật này, Kim Hải cũng có để lại một ít chú giải cảm mộ, Hàn Lập đoán chừng cũng là dùng cho môn bí thuật này để luyện chế ra bộ phi kiếm tinh thần này. Nếu làm như thế, lại sinh ra ảnh hưởng gì với Thanh Trúc Phong Vân Kiếm, cũng không biết được. Hơn nữa trải qua hành trình Minh Hàn Tiên Phủ, bây giờ khó khăn lắm hắn mới có thể thúc giục ba thanh phi kiếm, muốn thúc giục được 36 thanh phi kiếm cũng không biết phải chờ tới năm tháng nào, huống chi là 72 thanh phi kiếm. Hàn Lập cười khổ một tiếng, lắc đầu, xem ra việc này chỉ có thể chờ sau này có cơ hội mới thử được. chương 519, An Bài, Hàn Lập hít một hơi thật sâu, ánh mắt cuối cùng nhìn vào tấm tơ lụa, vẫy tay cầm lấy nó dựa theo ký ức lúc trước của kim hải thì tấm tơ lụa này là bản đồ dẫn đến một bảo tàng bí mật nào đó thời điểm trước lúc thần hồn hắn xuyên thời gian đã nghiên cứu qua vật này phát hiện ra một ít manh mối nghĩ tới đây hắn lẩm bẩm pháp quyết trên thân hiện ra một tầng kim quang thi triển thần thông chân thực chi nhãn một đạo ánh sáng vàng trói mắt phóng ra bao trùm lấy tấm tơ lụa hào quang bảy màu trên tơ lụa biến đổi không ngừng từ giữa tấm tơ lụa hiện ra một bản địa đồ rất phức tạp được vẽ lên như một bức tranh thủy mặc. Hàn lập hơi nheo hai mắt, cẩn thận xem xét địa đồ, khẽ cau mày. Mảnh địa đồ này không hoàn chỉnh, dường như chỉ là một bộ phận của tấm bản đồ trọn vẹn, xung quanh những điểm đứt đoạn rất nhiều. Chỉ dựa vào nó thì không thể phán đoán được đó là khu vực nào. Ánh mắt Hàn lập chợt nhìn về một góc hẻo lánh trên tấm tơ lụa, nơi đó được đánh dấu một đồ án hình tròn, dường như là một loại dấu hiệu nào đó nhưng chưa bao giờ hắn thấy qua. Một lát sau, hắn lật tay thu tấm tơ lụa vào căn cứ vào trí nhớ của kim hải thì mảnh địa đồ này mô tả một địa điểm ở tiên vực khác đã nhiều năm trôi qua rồi bảo tàng không biết còn hay đã mất nên hắn cũng không hao tâm tổn trí suy nghĩ nhiều hàn lập lại vung tay lên thu tất cả những vật còn lại vào rồi hủy bỏ cấm chế màu xanh gợn sóng xung quanh người sau khi làm xong mọi việc hắn không có ý định ở lại đây nữa thân hình hóa thành một đảo ánh sáng màu xanh bay nhanh về hướng ô mông đảo một lát sau phía trên bầu trời ô mông đảo bóng hình hàn lập chợt hiện ra đảo nhỏ vẫn ở trạng thái bế quan, ngăn cách với bên ngoài. Thành viên của Lạc Gia đang cần mẫn tu luyện, phàm nhân trên đảo cũng có cuộc sống riêng của mình, khắp nơi là cảnh tượng hòa bình yên ả, dường như phong ba bão táp phát sinh ở hắc phong hải vực gần đây cũng không chạm tới nơi này. Hàn Lập thấy cảnh tượng này, liền bay xuống một chỗ có núi rừng vây quanh gần với sơn thôn. Trời hoàng hôn, khói bếp lượn lờ bay lên từ thôn xóm, vẽ lên không chung những đường cong mềm mại rồi hòa quyện vào nhau như làn sương sớm, dáng chiều chiếu dọi xuyên qua êm đềm và thơ mộng tạo nên một bức tranh như ảo như mộng tĩnh mịch và đẹp đẽ tiếng gà tiếng chó văng vẳng vào núi cảnh vật như thế ngoại đào nguyên không dính dáng tới bất cứ điều gì tranh đấu bên ngoài nhìn khung cảnh trước mắt tai lắng nghe tiếng gà vịt dê bò gọi nhau còn có âm thanh lũ trẻ đùa vui chạy nhảy ngoài đồng trong lòng hàn lập mơ hồ hiện lên một cảm giác lạ lùng khó hiểu dường như nhớ lại những kỷ niệm từ xa xưa lúc hắn còn nhỏ hơn nữa còn chìm đắm vào trong đó lúc nào không hay. Hàn Lập rất nhanh giật mình tỉnh lại, trong mắt không giấu được vẻ ngạc nhiên. Hắn làm sao vậy, cảnh sát trốn phàm tục như thế này trước kia hắn đã thấy quá nhiều lần, cũng không cảm nhận được điều gì, sao lần này lại có cảm xúc mãnh liệt đến thế. Chẳng lẽ trong tu luyện có sai sót, Hàn Lập vừa nghĩ, liền dò xét tình huống trong cơ thể nhưng không phát hiện ra điều gì bất thường. Hắn không khỏi lo lắng, hai hàng lông mày nhíu lại, nhưng liền giãn ra cảm xúc mới phát sinh, cũng không tạo ra điều gì có hại với hắn, ngược lại từ sâu trong nội tâm lại dâng lên một cảm giác nhẹ nhõm không nói nên lời. Hàn lập thở nhẹ ra một hơi, lắc đầu, có thể bản thân vừa mới đi qua minh hàn tiên phủ, đầy giấy hiểm nguy cùng cảm bẫy, không dám để bản thân một giây sơ ý, lơi lỏng, tâm lý lúc nào cũng ở trong trạng thái căng như dây đàn, nên bây giờ được chứng kiến cảnh sát sinh hoạt yên bình ở thế tục, từ tận trong đáy lòng mới buông lỏng được một chút. Nhẹ nhõm biết bao nhiêu, xem ra sau này nếu có cơ hội cũng nên bỏ thời gian chiêm nghiệm cuộc sống ở thế giới phàm tục, cũng là một cách rèn luyện tâm cảnh, có lẽ có không ít chỗ tốt. Nhưng tất nhiên đó không phải là lúc này, trong lòng hắn hiểu rõ, chẳng bao lâu nữa Bắc Hàn tiên vực sẽ nổi lên sóng to gió lớn, khung cảnh hỗn loạn chỉ sợ sẽ kéo dài rất lâu. Hàn lập lướt nhìn Sơn Thôn rồi nhanh chóng thu hồi ánh mắt, bay thẳng lên trời. Một lát sau hắn đã đi tới chỗ ở của Lạc Gia, nhẹ nhàng đáp xuống trước cửa một tòa điện lớn trên cửa chính đại điện hiện ra một tầng ánh sáng màu xanh như một áng mây nhẹ nhàng chuyển động biểu hiện cho một loại cấm chế khá cao minh hàn lập không để ý tới tầng cấm chế này thân hình hóa thành một đảo ánh sáng màu xanh chấp lên một cái đã đi vào trong cửa lớn cấm chế vẫn yên tĩnh như chưa có chuyện gì xảy ra ở đại sảnh phía trong lạc phong đang khoanh chân ngồi trên một cái bổ đoàn ánh sáng màu xanh lưu chuyển quanh người thân ảnh hàn lập lặng lẽ xuất hiện trước người lạc phong quan sát đánh giá tình hình của y khẽ vuốt cằm tư chất của lạc phong khá tốt lại chăm chỉ tu luyện tu vi có tiến triển so với trước vừa cân nhắc ánh sáng đỏ trên thân hàn lập sáng lên khôi phục tướng mạo của mình lạc phong dường như cảm ứng được điều gì mở to mắt thấy hàn lập ở đó vội vàng đứng lên liễu thạch đại nhân lạc phong cung kính hành lễ hôm nay tới đây là muốn thông báo cho ngươi một việc hàn lập nhàn nhạt nói ra xin ngài phân phó lạc phong khẽ giật mình gật đầu nói gấp sắp tới ta phải rời xa ô mông đảo một khoảng thời gian, mọi việc trên đảo không có gì thay đổi, cứ tiếp tục như cũ là được. Hàn lập phân phó, người đi có lâu không? Lạc Phong nghe xong giật mình, vội vàng hỏi, cũng không thể nói chính xác được, nhưng chắc sẽ rất lâu. Lần này ly khai Bắc Hàn tiên vực, cũng không biết bao lâu mới có thể quay lại, hắn cũng không có ý định giấu giếm. Bây giờ Hắc Phong đảo và Thanh Vũ đảo đang tranh đấu kịch liệt, tuy rằng tạm thời chưa lan đến gần ô mông đảo, nhưng cũng là chuyện sớm hay muộn không có người tỏa chấn, chỉ dựa vào chúng ta tuyệt đối không có lực ngăn cản, hơn nữa chỉ sợ mấy vị tán tiên kia lại sinh ra tàn niệm. Nếu ngài cảm thấy tín niệm lực chưa đủ, ta liền cho phàm nhân các nơi tăng cường thăm viếng, cầu nguyện. Khuôn mặt lạc phong trắng bệch, lo lắng gấp gáp nói. Không cần nói nhiều, mọi nơi ở Hắc Phong Hải vực đã bắt đầu yên bình trở lại, Hắc Phong Đảo và Thanh Vũ Đảo cũng sẽ không điên cuồng chém giết như trước nữa. Với lại tuy ta rời đi nhưng hóa thân vẫn ở lại trên đảo, với thực lực của nó cũng thoải mái chấn nhiếp những tên tán tiên kia đủ để che chở ô mông đảo rồi hàn lập đưa tay không cho lạc phong nói tiếp nói ra thật sao lạc phong ổn định lại tinh thần một chút lẩm bẩm nói cũng không biết là hỏi về vấn đề tranh đấu giữa hai đảo hay là nói về sự việc của hóa thân địa trích tất nhiên ngươi cứ yên tâm ô mông đảo đối với ta cũng khá quan trọng ta không có ý định vứt bỏ để mặc đâu có chuyện gì sẽ xử lý thỏa đáng hàn lập mở miệng trấn an vậy thì tốt rồi xin liễu thạch đại nhân yên tâm, lạc gia chúng ta vĩnh viễn là nô bộc trung thành của người. Lạc Phong an lòng hơn một chút, gặp người bày tỏ sự trung thành. Hàn Lập cười nhạt một tiếng, lấy ra một vòng tay chữ vật đưa cho Lạc Phong, nói, ở đây có một ít tài nguyên tu luyện, người cầm đi. Lạc Phong tiếp nhận vòng tay, thần thức chui vào trong xem xét, thân thể đột nhiên cứng đờ như xét đánh. Các loại linh tài, linh thạch trong chữ vật nhiều vô số, còn có thật nhiều linh bảo, đan dược đống đồ này còn nhiều hơn mấy trăm lần toàn bộ tài sản mà lạc gia tích góp được lâu này, thậm chí còn nhiều hơn cả nghìn lần. Nhiều tài nguyên như vậy, lạc phong trước kia có nghĩ cũng không dám, nhưng bây giờ nằm trong tay như một giấc mơ, giấc mơ trên trời rơi xuống, làm cho y ngẩn ngơ, sướng sờ cả ngày. Toàn bộ tài nguyên ta giao cho ngươi quản lý, nhưng không được dùng phung phí, cố gắng phân phối bồi dưỡng người trong tộc, cũng đừng bỏ bê tu sĩ ở mấy hòn đảo khác. Chỉ có không ngừng tăng cường thực lực bản thân mới có thể chân chính đặt chân tại Hắc Phong hải vực. Ngươi hiểu không?" Hàn Lập chậm rãi nói ra, hiện tại thân gia của hắn phong phú vô cùng, mấy đồ này chẳng qua như chín trâu mất một sợi lông, quả thực không đáng kể. Tại hạ hiểu rõ, đại nhân xin cứ yên tâm, Lạc Phong nhất định sử dụng có hiệu quả, không dám sự kỳ vọng của người." Lạc Phong nghe Hàn Lập dặn dò, mới tỉnh táo lại, kích động nói: "Đã có từng này tài nguyên, y tự tin có thể bồi dưỡng được rất nhiều tu sĩ đẳng cấp cao, trong tộc có mấy danh trưởng lão tu vi hợp thể kỳ đỉnh phong cũng có cơ hội rất lớn trùng kích đại thừa kỳ. Nếu có thêm vài tên đại thừa kỳ nữa, lại có hóa thân địa trích tọa chấn, Lạc Phong cũng có đủ lực lượng để thủ vệ cơ nghiệp ôm mông đảo. Nhưng trong lòng Lạc Phong cũng có chút kỳ lạ, từng này tài nguyên, kể cả Hắc Phong đảo cũng không phải muốn là lấy ra được, liễu đại nhân kiếm ở đâu ra vậy? Rất tốt, ôm mông đảo sau này, giao cho ngươi. Hàn Lập nói xong, thân hình chấp một cái, biến mất khỏi đại điện. Liễu Thạch Tiền bối yên tâm, Lạc Phong nhìn vào hư không, lớn tiếng nói. Thân hình Hàn Lập xuất hiện trên bầu trời ô mông đảo rồi nhanh chóng bay ra ngoài, tiến về hướng hóa thân địa trích đang bế quan. Trên mặt biến có một vòng xoáy nước khổng lồ u u chuyển động, tiếng nước ầm ầm, thanh thế so với trước kia lớn hơn nhiều. Ánh mắt Hàn Lập lộ vẻ vui mừng, thân hình khẽ động, tiến sâu vào lòng biển, chẳng mấy chốc đi tới đáy biển nơi hóa thân địa trích đang tu luyện hóa thân địa trích ngồi khoanh chân, trên thân ánh sáng màu lam tỏa ra nhẹ nhẹ tạo thành một chiếc kén ánh sáng cực lớn, trên đỉnh đầu một sợi tơ mỏng màu lam treo lơ lửng, tản mát ra một cỗ thủy chi pháp tác chấn động mãnh liệt. Cảm ứng được Hàn Lập đến, hóa thân địa trích ngừng tu luyện, đứng lên đón chào. Tốt lắm, Hàn Lập nhìn tơ mỏng màu lam trên đỉnh đầu hóa thân, gật đầu tán thưởng. Những năm nay Ô Mông đảo thu phục được thêm mấy hải đảo xung quanh, phát triển tương đối ổn thỏa, nhân khẩu trên đảo thịnh vượng, phàm nhân tu sĩ đều thành kính cúng bái, tín niệm lực được bổ sung không ngừng, cũng nhờ đó mà lực lượng pháp tắc hỗ trợ ngưng tụ trọng thủy cũng tăng lên không ít. Hóa thân địa trích mở miệng nói ông ông, vậy là tốt rồi, dựa theo tốc độ này không bao lâu sau toàn bộ lực lượng pháp tắc của ngươi cũng sẽ được khôi phục, như vậy ta mới có thể yên tâm. Hàn lập đáp lời, hắn lúc trước còn lo lắng bởi vì việc tế luyện trọng thủy chân luân khiến thủy chi pháp tắc trong cơ thể hóa thân bị tổn hao nhiều, nhưng xem ra không có vấn đề gì lớn. Hàn lập phất tay một cái, lấy ra một tiểu kỳ màu lam và ba thanh phi kiếm đồng màu, một lớn hai nhỏ, là một bộ, còn có thêm một chữ vật giới chỉ màu lam nhạt. Hai kiện tiên khí này đều mang thủy thuộc tính, một công một thủ, uy lực khá lớn, để dành cho người phòng thân, đối địch. Ngoài ra trong chữ vật giới chỉ có mấy đồ vật ngươi có thể sử dụng được, và một ít trọng thủy pháp khí còn dư, ngươi cầm lấy hết đi. Cố gắng giúp ta giữ vững nơi này, hàn lập đẩy những vật vừa lấy ra về phía trước, đồng thời phân phó. Ô Mông đảo là nơi đầu tiên Hàn Lập đặt chân khi quay lại tiên giới, ở một góc độ nào đó cũng có thể để hắn xem là cố hương. Tuy rằng bản thân vô tình trở thành tổ thần nhưng dân chúng nơi đây thành tâm tín nhiệm, cung phụng tín ngưỡng tạo cho hắn lực lượng, làm sâu trong nội tâm hắn hình thành trách nhiệm, nếu còn có khả năng sẽ bảo vệ tất cả được chu toàn. Hóa thân địa trích phất tay thu hết đồ vật vào, nhẹ gật đầu. Hàn Lập dặn dò Hóa thân thêm mấy câu nữa rồi thân hình bay thẳng lên trời. Đứng giữa không trung, nhìn Ô Mông đảo phía dưới, hắn ngầm thở dài. Lần này ra đi, không biết bao giờ mới có thể trở về. Hàn lập khẽ lắc đầu, quay người hóa thành một đạo thanh hồng, hướng về phía xa xa bay đi, trong nháy mắt khuất sau đường chân trời. chương 520, đục nước béo cò. Mấy ngày sau, bên ngoài hắc phong thành có một đạo độn quang đáp xuống, độn quang thu lại hiện ra một đại hán cao lớn mặt vàng dâu quay nón, đúng là hàn lập đã qua biến ảo dung mạo. Hắn ngẩng đầu nhìn thoáng qua cửa thành rộng lớn, sải rộng bước chân lẫn vào dòng người đang đi vào thành. Lần trước đi xuyên qua lạc phách kinh phong để ra khỏi hắc phong hải vực, có thể nói là trải qua muôn phần nguy hiểm, bây giờ tuy tu vi hắn tiến nhanh, nhưng cũng không có ý định thử lại, nên thông qua truyền tống trận ở nơi này để ly khai cho ổn thỏa. Nộp phí vào thành, Hàn Lập rất nhanh tiến nhập hắc phong thành, trực tiếp đi về phía phủ đảo chủ. Đi đến nửa đường, hắn chợt dừng lại, nhìn một cái về hướng chỗ thành trì, thân hình bay vút về phía đó, rất nhanh đã tới trước quãng trường truyền tống, đáp xuống chỉ thấy trên tháp truyền tống ở quảng trường hiện ra từng đạo bạch quang, tản mát ra từng cỗ chấn động linh lực khổng lồ, mơ hồ có chấn động không gian xen lẫn ở trong đó. Hàn Lập thấy vậy biết là truyền tống trận đã mở ra, sắp truyền tống đi. Hắn suy nghĩ một chút, đưa tay ngăn một gã tu sĩ trung niên Nguyên Anh Kỳ đi ngang qua bên cạnh, hỏi, xin hỏi vị đạo hữu này, lúc trước ta nghe nói hắc phong đảo chủ tuyên bố đóng cửa truyền tống trận nghìn năm, tại sao hôm nay lại đột nhiên mở ra? Người nọ bị Hàn Lập đột nhiên ngăn lại, Sắc mặt trầm xuống đang muốn tức giận, nhưng cảm ứng được khí tức trên thân Hàn Lập sâu không lường được, vẻ mặt vội vàng tươi cười ôm quyền nói: "Vị tiền bối này chắc là vừa đi tới Hắc Phong thành, người có chỗ không biết, ngày hôm qua Hắc Phong đảo chủ đột nhiên tuyên bố mở ra truyền tống trận lần nữa, lát nữa đến giữa trưa sẽ chính thức khởi động truyền tống trận."